Ừ chị ơi, cho em hỏi buổi chiều chị đi làm mấy giờ thì chị về tới nhà? 9 giờ tối à? Dạ. Vậy chị nhờ hai bác ở nhà gửi cho em được không? Em nhờ được bưu tá rồi, em bưu tá anh kêu ừ để anh thì anh tới phát cái thư đấy được rồi thì qua hai bác ở nhà cứ đưa hàng để anh cầm đi anh gửi cho cũng được. Ừ vậy vậy chị dặn hai bác ở nhà được không, để khi Chị mấy nào mà chế hàng nha. tới ví dụ Mấy như chị ơi, chị nào tầm lên 3 rồi tầm 4 nhớ ngày là tới chấm cho thì em sẽ biết tối nha. hôm nay em sẽ điện cho chị báo là Chị nào khi lên rồi nhà chấm cho của em bưu hay tá về nha. để chị báo cho hai bác ở nhà nhé. Dạ vậy nhé chị, chị cứ dặn hai bác ở nhà trước cho Hôm em nay có nhé. xe lớn của mấy chị to Dạ luôn rồi em cảm á. ơn chị. Chị nào lên rồi nhớ chấm cho em một chấm nha, và chị sẽ livestream nha. Rồi. Nghe thấy chưa, anh cũng thông minh lắm. Chờ xem bông lê. Hôm nay có chế nào nhận được thông báo không ạ? Hôm nay có chế nào nhận được thông báo không? Chị nào lên rồi chấm cho em một chấm và chị sẽ livestream liền giúp em nha mấy chị ơi. Chị nào lên rồi nhớ chấm cho em một chấm nha, và chị sẽ livestream liền nha. Chào Vivi, chào xe bông lê. Chào Bảo Ngọc. Mấy chị ơi, chị nào lên rồi nhớ chấm cho em nha. Chấm và chị sẽ livestream mấy chị à, để em biết mấy chị lên rồi nha. Không nhận thông báo. Ồ. Chào Thanh Tùy Nguyễn nè. Mấy chị ơi, xe like mạnh tay giúp em nha mấy chị. Mấy chị xe like mạnh tay, xe like nhiệt tình vô ha. Mọi người xe giúp em hai lần trang cá nhân nha mấy chị ơi. Xe giúp em hai lần trang cá nhân và xe giúp em ba lần lên hội nhóm nha mấy chị. Chị nào mà không bị chặn chia sẻ thì nhớ chia sẻ cho em lên hội nhóm nhiều nhiều một chút nha. Chia sẻ lên hội nhóm nhiều có quà luôn nha mấy chị nha. Mai phải ra bưu điện rồi nhé. Chị ạ? Thì phải ra làm một cái bưu việc khác nhau chứ làm sao. Ừ. Có lẽ hôm nay em like đủ thứ, có lẽ hôm nay like váy nè, like váy, like đầm, like set nữa. Chào Uyên Nguyên đã chia sẻ nè. Chào Kha Lâm nha. Mấy chị ơi xe live stream liền đi mấy chị. Mấy chị xe live stream ngay và luôn ha, để em tặng quà đầu like cho mấy chị nha. Chị nào chia sẻ điểm danh liền cho em, để em chia sẻ nha. Có đầm, có set đầm váy nha chị Quỳnh Nga ơi. Có set đầm váy luôn nha. Lộc chia sẻ chưa? À hôm nay Lộc à, Lộc rồi hả? Anh Giang Lộc rồi nhưng mà Thảo chưa có bóp. Hoàng Hảo ơi, Lộc rồi mà Thảo chưa bóp rồi nè. Bận quá chưa bóp được ha. Để sáng ngày mai bóp luôn hai like nhé. Rồi hôm nay chế nó chia sẻ bàn tay cho em. Hôm nay cũng có quà dành cho chế nó chia sẻ nhiều nhất luôn. Đó, hôm qua với hôm nay gộp lại rồi. Không phải gộp lại mà là sẽ lọc hai lần luôn ha. Lọc hai lần bóp lên một lần luôn. Em có like mẫu em đang mặc, em đăng hồi chiều không bé, hồi chiều em đăng nhiều quá. Có, em có like chị ơi, hồi chiều em đăng mấy lô đó là hôm tối nay em lên hết luôn á. Là tối nay lên hết luôn nha. Rồi mấy chị ơi xe like nhiệt tình em tặng ốc kiểu đầu like nha. Mấy chị xe like nhiệt tình em tặng ốc kiểu đầu like cho mấy chị ha mấy chị nha. Mấy chị xe mạnh tay giúp em nha mấy chị, xe mạnh tay nha. Đã chia sẻ. Chị Sương Huỳnh Tuyết đã chia sẻ. Rồi chia sẻ bàn tay giúp em đi mấy chị ơi. Xe like bàn tay giúp em nhé. Rồi mấy chị xe like lên 150 view nhé mấy chị ơi. Xe like lên 150 view nha. Xe bàn tay nha mấy chị. Rồi tặng em móc kiểu rất là xinh đẹp đầu like như vậy ha mấy chị ha. Cái này cái dây này để mình cục eo nha mấy chị nha. Dây để cục eo rất là xinh luôn. Đó để khỏi mất dây em cục ngay chỗ cái ống tay của nó nè. Rồi cái này form được rất tốt và có tay cực kỳ xinh nha mấy chị. Cực kỳ xinh luôn. Cái gì vậy? Nghe quá vậy? Cái con thế thôi được không? Nhớ mấy chị lên chia sẻ bàn tay với mấy chị ơi, xem bàn tay. Xem bàn tay mấy chị gần đạt rồi ha, gần đạt mốc view em bắt đầu tặng quà mấy chị ha. Đạt 150 view em tặng quà nha mấy chị. Okay. Đạt 150 view tặng quà nha. Mai Nam Moon. Bà Mina Moon này đọc bị nhầm không ạ? À? Mina Moon đã chia sẻ. HT Hải Ngân chia sẻ cho em chưa? HT Hải Ngân chưa chia sẻ liền nha. Chị Hoàng Nguyễn ơi chia sẻ cho em chưa? Mấy chị
nào chưa chia sẻ nhớ chia sẻ liền giúp em nha. Ok. Vivi đã chia sẻ nè. Thảo làm gì sợ con đó vậy? Thảo sợ con ong. À, Thảo từ nhỏ đến bé là sợ con ong lắm. Nhìn tưởng đâu con ong mới sợ lắm. Sợ nó tích cho cái sưng mặt hết là chim như mấy chế luôn. Chào Nguyễn Thị Tú Trinh. Rồi, mấy chị ơi xem mảnh tay này đi, mấy chị ơi mới có 80 view à. Mới có 80 view, mấy chị ơi xem lên 150 view nha. Giang, nhanh lên Giang. Làm việc đi. Làm mấy giờ rồi? Hết giá mua đồ nhà em yêu hùi hù, sao vậy? Hết tiền hả? Tết không, chị Thảo Hằng chưa hết tiền đâu, từ giờ đến Tết thế nào chế Thảo Hằng cùng rinh mấy cục nữa cho coi. Không kệ, hết tiền thôi. Vậy là bây giờ em không bán cho chế Thảo Hằng nữa đâu, ai chế Thảo Hằng nữa đúng không? Chết anh Giang. Anh Giang sợ chế Thảo Hằng bị hết tiền. Anh Giang bảo là anh Giang không chối cho chế Thảo Hằng nữa. Em chuẩn bị về lô hàng, em lô về lô hàng đẹp lắm nhưng mà chắc chế Thảo Hằng nói vậy thôi, em chốt đây. Rồi em chuẩn bị đọc mà tặng nè mấy chị ơi. Chuẩn bị đọc mà tặng nha, được 116 rồi mấy chị ơi. Còn một chút xíu nữa thôi ha. Được 120 rồi, chỉ còn 30 người nữa thôi là em đọc mà tặng nha mấy chị ơi. Còn 20 người nữa thôi là đọc mà tặng nè. Chia sẻ bàn tay giúp em nha, chia sẻ bàn tay giúp em. Chấm chấm nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Nhớ chia sẻ cho em 2 lần trang cá nhân và 3 lần hội nhóm giúp em nha. 2 lần trang cá nhân, chỉ cần 2 lần trang cá nhân thôi và 3 lần hội nhóm là ok nha mấy chị nhé. Rồi đã chia sẻ chấm chấm nhiệt tình luôn. Quỳnh Nga của comment tặng hả? Mới xem có 3 like à mà hết 2 triệu, ui kha kha. ít mà sắm giờ Tết với lại Noel khỏi mặt, khỏi cần sắm nhá. Đồ đẹp lắm, mình khỏi cần sắm, sắp đến Noel rồi. Đến Noel qua Noel một cái là đến Tết năm mới rồi đúng không mấy chị? Bởi vậy sắm nhiệt tình nha. Đeo tay đổi hay đại diện rồi hả? Ok. Nhìn đẹp đó. Đẹp ra nó nhìn đẹp gái hả? Nên anh khen, anh Giang khen đeo tay đẹp gái rồi. Mấy chị ơi xem mảnh tay, mấy chị ơi gần đạt 1 view rồi mấy chị nha. Trời ơi gần đạt rồi, còn có 10 người nữa thôi. Chưa đầy 10 người nữa thôi là bắt đầu đọc mà tặng nha mấy chị. Xem mảnh tay giúp em nha, còn chưa đầy 10 người nữa thôi. Chưa đổi mạng 100% luôn. Rồi chỉ còn 10 người nữa thôi ha, bị yếu hả? Mày hôm mày hôm, đổi rồi mạng dạo này bị yếu đây. Rồi đạt 150 view rồi nha. Em đọc mà tặng đây mấy chị. Em chuẩn bị đọc mà tặng nha. Chùi camera hả? Đợi em xíu, chùi camera mấy chị. Mấy chị comment cho em mã của nó là mã 4000 kèm số điện thoại nhá. Comment mã 4000 kèm số điện thoại cho em. Tặng nha mấy chị, comment mã 4000 kèm số điện thoại giúp em nha. 4000 kèm số điện thoại giúp em. Rồi rõ hơn chưa? Có rõ hơn không mấy chị? Mấy chị có thấy rõ hơn không? Chắc là do mạng rồi. Rồi mấy chị comment mã 4000 kèm số điện thoại đầy đủ giúp em nha mấy chị ơi. 4000 kèm số điện thoại đầy đủ cho em, tặng cho người comment lên thứ 10 mấy chị ha. Tặng cho người comment lên thứ 10. Người may mắn comment lên thứ 10 nha mấy chị. Và xem Mô Lê comment đầu tiên. Xem Mô Lê 1 nè. Xem Mô Lê 1 nè. Rồi ai ở đây? 4000 đúng không? 1, 2, 3, Khánh Nguyên 4, 2 5, Thi Hoàng 3, Thảo Sương 6, 4 7, Vivi 5, 8, Quỳnh Nga 6, Thùy Dung 7, Hà Nguyễn 10 là chị Lại Thị Trung Hiếu. Lại Thị Trung Hiếu hả? Ủa Lại sao? Thị Trung nữa. Ủa sao bên anh khác anh em vậy? Bên anh là đúng hơn hả? Rồi tặng cho Lại Thị Trung Hiếu nha. Lại Thị Trung Hiếu nè. Lại Thị Trung Hiếu chia sẻ Lại Thị Trung Hiếu phải đổi tên đi. Đổi rồi. Kiểm tra chia sẻ cho Lại Thị Trung Hiếu liền nha. Kiểm tra chia sẻ cho Lại Thị Trung Hiếu liền giúp em. Thế đã chia sẻ giúp em 2 lần trang cá nhân chưa? Và 5 lần hội nhóm chưa ha? Anh cho em cái bút anh. Cố gửi cho em à. Này này, vỡ cho em đi. Ghi tên cho chế lại chim nhiều. Rồi mấy chị tiếp tục chia sẻ livestream giúp em nha. Lúc nào cũng có quà tặng cho chế nào chia sẻ livestream nhiều nhất nha mấy chị nha. Nhớ là chia sẻ livestream nhiều nhất, nhưng mà chế 50 lần giúp em nha. Lại thì Trung Hiếu này. Rồi chế đổi tên Facebook đi. Chế chúng quà liên tục, chế đâu có khờ đâu mà chế đổi làm gì. Không, ý là đổi tên Facebook là Lại thì Trung nữa. À Lại thì Trung nữa hả? Rồi Chết luôn. Rồi em sẽ sale đồ like giá rẻ cho mấy chị nha mấy chị ơi. Cái này là sale đồ like giá rẻ ha mấy chị, nhớ giùm em. Sản phẩm của nó trị giá cao hơn nhiều nha mấy chị. Nhưng mà em sẽ sale giá rẻ cho mấy chị đồ like. Để làm gì? Để mấy chị chia sẻ thật nhiều và tương tác thật mạnh với em nha. Bộ chị đang mặc có màu khác không? Có họ Thảo ơi, màu caro đen nữa nha. Caro đen và cái này là caro vàng nâu. Rồi em lên nha mấy chị. Chị chia sẻ hả?
chưa chia sẻ cho cá nhân, chưa luôn, rồi xong tặng cho người khác, tặng cho người kế tiếp trái lại cho Trung Hiếu. Vậy hả? Bà kêu bà không lấy đâu mà tặng cho người khác kìa. Sao chế lại thì Trung Hiếu không chia sẻ cho em vậy? Chế không lấy quà nhưng mà chế cũng phải chia sẻ cho em chứ. Người tiếp theo là Bèo Tây. Người tiếp theo là Bèo Tây nha, món quà tặng cho Bèo Tây. Ghi tên Bèo Tây lại giúp em với. Ok. Ok, cảm ơn Phan Mỹ Linh nhận hàng rồi, đẹp lắm nè. Alo, anh kiểm tra hộ em xem hàng em đã đi chưa? Ai? Chưa á, Bùi Thu Thủy đi rồi đúng không? Bùi Thu Thủy, hàng của Bùi Thu Thủy đi rồi em nhé. Hàng của Bùi Thu Thủy đi rồi nhé. Có một cái à, đi rồi em nhé. Rồi mẫu này. Chiều nay rồi. Dạ. Rồi mẫu này ha, chị đã ơn mẫu này comment liền cho em sale đồ like giá cực rẻ mấy chị ha, giá 79k. Đầu like và sale vừa tặng mấy chị nha, để mấy chị chia sẻ thật mạnh, thật là mạnh cho em nha, và tương tác thật là mạnh cho em luôn. Rồi comment liền cho em mà 79 nha mấy chị. 1m6 52 cân đổ về mà 79k. 79k. Mặc lo cho em chưa? Mát 79, 79k khỏi lo nha. Bật đi. Mà 79k cho ai đây? Tại vì em bật ra là em nghe nó có một. Bật đèn tắt. Gì? Bật thì đèn tắt. Rồi 79 chốt 79 kèm điện thoại đầy đủ cho em nha. 79 cho Diệp Loan, đôi là 595 ha. Diệp Loan cho em địa chỉ nè. Diệp Loan cho em địa chỉ nha Diệp Loan ơi. Diệp Loan cho địa chỉ trong vòng 2 phút ha. Diệp Loan 595. Em cứ mở cái kia trước không là gì làm sao mà bật. Diệp Loan 595 ha, tại em bật rồi không nghe kêu á. Rồi Diệp Loan 595, anh giật mình mà làm rung cái đó luôn hả? Thường dứt điện thường... Rồi Diệp Loan 595. Tưởng xong luôn rồi chứ. Rồi 79 cho Diệp Loan mấy chị nha. Mấy chị ở xe đang mạnh tay giúp em nha mấy chị. Bèo tay tát lật lỗi quá hả? Bèo tay nó lật lỗi đi chung hả? Ờ. Thấy không? Rồi tiếp nha mấy chị. À, mấy chị ơi xe lan mạnh tay giúp em đi. Vì hôm nay cục thấp quá à. Chào chị Lê Thị Mai Thi nha. Chị Diệp Loan có địa chỉ ở Biên Hòa Đồng Nai. Cảm ơn Diệp Loan nha. Rồi cái đầm tiểu thư. Cái đầm tiểu thư phong xuông mấy chị nha. Rồi em này sale rẻ mấy chị luôn, giá 80k. Chỉ có 80k thôi. Đây là sale rẻ đồ lan mấy chị ha. Thì thật ra giá chị thật của nó không có giá này nha mấy chị nha. Giá chị thật của nó là phải trên 100 nha. Rồi chị đã ơn mẫu này chút liền cho em. Mã của nó là mã 80. Chốt mã 80 giúp em. 80 nhóm chị 1m6 54 cân đổ về mà 80. Thấy hiền nha. Thấy hiền nha. Chốt mà 80 là giúp em. Thấy hiền mà. Rồi 80k giúp em. Chốt mà 80 này. 80k giúp em nha. Mấy chị comment nhiệt tình giúp em nha mấy chị ơi. Comment nhiệt tình luôn mà 80 chốt 80 giúp em này. 80 kèm số điện thoại giúp em ha. 80 kèm số điện thoại giúp em nha. 80k ai đây? 80k. Vivi khách mới không ta? Vivi này khách mới khách cũ ta? Vivi khách cũ. Thấy không có số điện thoại thì chị đâu biết đâu. Vivi khách cũ. 80 cho chế Thùy Dung 688 này. À, Thùy Dung 688. Giang. Anh đọc rồi. Rồi ok. Rồi 80, cái đầm 80 cho chị Thùy Dung là cái đầm bi đỏ nha. Chị nói là bi đỏ, chốt bi đỏ cho em. Bi đỏ em sale cho mấy chị luôn nè. Bi đỏ. Bi đỏ giá chỉ có 79k nha các tình yêu ơi. Nãy em bỏ mấy cái chị nói chuyện bình thường nha. Tốt. Em bị khàn tiếng đau hỏng lắm. Đừng có rướn này, em nói bình thường như vậy. Vậy thì em nói mít, em nói bình thường không? Bi đỏ. Được không? Bi đỏ. Like váy len đi ạ, à, Quỳnh Nga, váy len chưa có like. Nay chưa nhận được hàng nữa, không mãi Giang ơi. Đang xảy ra tốt chưa? Vừa, chưa. Rồi bi đỏ vừa nha Thùy Dung ơi. Không. Bi đỏ Thùy Dung vừa. Thùy Dung 80 này vừa chứ. Rồi bi đỏ cho em. Vừa nha Thùy Dung nha. Bi đỏ 79k này. Mấy chế ơi, có mấy cái đơn hàng cho mấy chế ở tỉnh đi ngày 13 đó. Bên bưu điện họ gặp sự cố nha. Hàng, nên hàng họ có báo về là hàng có thể là sẽ tới chậm hơn bình thường một chút. Để mấy chị đáng đợi nha. Rồi, một set nha mấy chị nó lấy set chút set cho em nè. Ngày 13, mấy đơn hàng đi ngày 13, ngày 14 á mấy chị, tức là ngày thứ 2, thứ 3 á. 3, 4, 15. 12, 13, 14. Tức là khoảng ngày thứ 2, thứ 3 á mấy chị. Là hôm em chốt hàng cho mấy chị đó. Là đơn hàng ngày hôm đó là đi trễ hết toàn bộ mấy chị ha. Tại vì bưu điện đó là họ bị trục trặc. Họ kêu là họ bị trục trặc cái gì á, mà đi lên trên bưu cục gốc là hàng nằm im ở đó luôn, không đi, nằm im ở đó đâu khoảng 1-2 ngày hay sao á. Đó, cho nên bây giờ mấy chị mới nhận hàng bị chậm trễ như vậy á. Đó, cho nên rất là lấy làm tiếc luôn. Em có báo bưu điện rồi, bây giờ họ đang cố gắng để mà phát hàng tới mấy chị nha. Má rồi.
đi đỡ. Mà này em ơi, rồi tối có cặp chưa? Rồi, không có cặp cái gì hết, em xài rồi. Em xài rồi, đang xài này. Rồi chị nào lấy xếp này, comment mà xếp giúp em ha. Comment mà xếp, mà xếp giúp em luôn, mà xếp. Mà xếp 85k. Chị nào lấy xếp, chú xếp giúp em ha. Mà xếp 85k, chú mà xếp giúp em. Mà xếp 85k là mấy chị ơi. Mà xếp 85k nhá. Chị nào chú xếp, comment mà xếp giúp em ha. Comment mà xếp giúp em nhá. Mà xếp 85k. Chúc mà xếp giúp em. Chèn gì, chờ muốn chết không thấy. Chờ muốn chết luôn hả? À. Thường như 85, xếp 85k cho VV này. Xếp 85 cho VV rồi. Cái đầm này luôn mấy chị. Cái đầm này bầu bí quân cho em vô tư ha. Đây, màu đầm này bầu bí quân cho em vô tư luôn nha. Màu này tầm 1m6, 60 cân cũng vừa luôn. Tại vì nó là dạng đầm sơ mi phong xuông á. Thì mẫu này là 1m6 khoảng 60 cân. Còn 50 cân đổ lên là ok nhá. Rồi chế nào ơn mẫu này chốt liền cho em mà của nó là mã số 9 nha mấy chị. Mã số 9 giúp em. Mã số 9, 89k. Mấy chế ơi, chế nào khách mới comment mã số kèm số điện thoại để làm chốt hàng được liền cho mấy chế nha. Mấy chế nào khách mới thì là cho em mã số kèm số điện thoại là em chốt hàng được liền nha. Chốt mã số 9 cho em. Như chế Minh Nguyên này, chế Minh Nguyên chốt set mà chưa có số điện thoại thì chỉ số điện thoại kèm theo em chưa chốt được nha. Chế HT Hải Ngân cũng vậy nè. HT Hải Ngân cũng chưa có số điện thoại địa chỉ. Chị Thi Hoàng, Thi Hoàng số 9 hả? Không, mã set. Chốt mã set. Chốt mã set chứ hả? Mã xếp 85k em còn một xếp tốt cho chế Diệp Loan nhá. Chế Diệp Loan này. Chế Diệp Loan luôn. Rồi tiếp ha, có tình yêu ơi. Diệp Loan, chế Diệp Loan 595 này. Rồi mẫu này 85. Nha. Chỗ một cái mẫu khoác cực kỳ đẹp luôn. Cái nào lấy khoác chung mà khoác cho bên. Mã số 9 cho Thi Hoàng 241 ở đây đúng không em? Dạ. Mã 9 cho Thi Hoàng nha. Rồi chế nào lấy khoác, comment mã khoác cho bên nha mấy chị. Rồi mã khoác này là 1m6 khoảng thôi mà khoác này thì dễ chịu rồi, 54 cân đổ về là ok ha. Chị nào lấy khoác comment mã là khoác giùm em nha. Mã khoác giá 65k. Chị nào lấy khoác comment mã khoác cho em, mã khoác 65k. Chốt mã khoác nha. Mã khoác giùm em. Đầm em cái bộ set em mặc bao nhiêu? Bộ set em mặc là giá 125. Chị nào lấy chốt liền cho em mã yếm. Chốt mà yếm giùm em nha, để em đứng dậy cho mình coi. Đây là hàng Hồng Kông nha. Bộ yếm em đang mặc là trong lô Hồng Kông mấy chị ha, trong lô Hồng Kông mềm có ốp lên trang cá nhân á. Cái bao nhiêu á? Dạ. Bao nhiêu á? Dạ, cái đó 79k. Đây ha mấy chị. Đây trong lô Hồng Kông nha. Thấy chế Ru Nguyên nha. Ok này, chế HT Hải Ngân và chế Minh Nguyên này. Ok, hai chế cho số điện thoại. Hai chế được thì cho em xin số điện thoại địa chỉ trước luôn càng tốt nhá. Xíu chốt cái việc chốt lên cho em này. Cái mã vừa rồi là mã này, mã khoác hả? Mã khoác, áo khoác này. 65k. Khoác 65k cho chế Diệp Loan luôn này. Chế Diệp Loan 595 này. Khoác 65k cho Diệp Loan. Rồi, xếp. Chị nào lấy xếp thì comment liền cho em mã của nó. Một cái đầm ha mấy chị. Một cái đầm cô tông như vậy nha. Phối với chân váy. Alo. Mai có nhưng mà để em đang làm, để tí xong này em sao coi nhắn tin cho. Rồi, chị nào lấy set này comment liền cho em mã của nó, mã số 6. Set mã số 6 giúp em 80k. Set mã 6 80k nha. Set mã 6 80k áp dụng chế nào xe live stream ha. Nhớ là xe 2 lần trang cá nhân giúp em. Và 3 lần đến 5 lần của nhóm nha. Dạ, 65k. 65k giúp em. Rồi. Set 80k này. Chị nào lấy set. Cái đầm em mặc là yếm 125k. Ok. Yếm cho chế An Gia nha. Yếm cho chế An Gia. Yếm em đang mặc cho chế An Gia này. Yếm cho An Gia ha. Mỗi mẫu một cái thôi là xong. À thì có cái một, cái hai, cái ba tùy nha chế nhá. Cái nào có em sẽ đọc chốt cho nhá. Chế Du Nguyên cứ chốt lại có em chốt cho này. Rồi. Mã số 6. Tạm thời em đang xả hai cục không bắt máy trước với cái này cho mấy chị ha. Mã 6 bao nhiêu thế? Dạ 80k. Mã 6 80k. Chế Vân Khoa này cái cũ ấy nha, mình phải không ta? Đúng rồi, Vân Khoa cái cũ có ghi tên đi. Rồi mẫu này ha mấy chị. Mấy chị ơi, xe lai nhiệt tình giúp em ha. Em đang xả hai cục không bắt máy nha. Em đang xả hai cục hàng không bắt máy với giá rẻ cho mấy chị đầu lai nha. Rồi áo cô tông em đang cầm với giá chỉ 40k thôi. 40k giá sốc nha mấy chị, giá sốc 40k. Em đang xả hai cục hàng không bắt máy đầu lai cho mấy chị nè. Rồi 40k. Chế Vân Khoa được mã số 6 nha chị ơi. Chế Vân Khoa có mã số 6 này. Comment mà 40 giúp em nha mấy chị. Comment mà 40 nha. Like lô đầm mới đăng. Ok chị luôn, cái lô đầm Hồng Kông em đang mặc nè. Đây là Hồng Kông em đang mặc nè.
Xét có cả xét cả đầm, cả xét cả đầm cả yếm ha mấy chị ha. Đẹp lắm. Là cái yếm em đang mặc 125 này mấy chị. Lô Hồng Kông nó rất là đẹp luôn. Rồi mẫu này yếm, đây là một cái đầm len ha mấy chị, một cái đầm len này giá của nó là 101 nha mấy chị nhá. Giá 101 em sale cho mấy chị 85k. Áo cái này mặc gì vậy? Em xin lỗi nha. Mà 40. Mà 40. Mà 40. Bao nhiêu tiền? 40k. Mà 40 40k này. 40 40 mà 40 40k. Số 6 chốt cho mình chưa? À chứ Diệp Loan comment lên sau rồi, bên em tí là Diệp Loan lên sau nhá. 40 mã số 6 là em chốt cho chị Vân Khoa nha. Chị Vân Khoa cho em lại ba số đuôi điện thoại đi chị ơi. Cắt cũ của em này, nhưng mà em chạy phần mềm rồi á. Thế nói khác này, mã 40 cho chế Diệp Loan này. 40 cho Diệp Loan nha. Còn đầm len em đang cầm, chế nó lại chốt liền cho em là mã của nó, mã đầm len này. Đầm len 1m6 khoảng 55 cân đổ về mấy chị nhá. 1m6 khoảng 55 cân đổ về. Chế nó lấy đầm len, chốt mã đầm len cho em. Chốt mã đầm len nha. Rồi em lên hàng Hồng Kông mấy chị nhá. Em lên lô đầm Hồng Kông luôn nha mấy chị. 6622. Anh cứ ghi 622 Vân Khoa cho cái thằng Úc có. Ok, em biết mà, thì không anh nói vậy để anh xin lại cho anh lưu lại cho sau nhân viên nó chốt hàng nó biết cái chi. À chị Vân Khoa đánh lại giúp rồi, em rồi. Đi. Thôi khỏi, đừng như vậy là được rồi. Rồi mẫu này có Úc nè mấy chị. Mẫu này có trong lô ha, cực kỳ xinh. Rồi chế nó ôm cái mẫu đầm tiểu thư này mấy chị có thể mặc đi làm đi chơi đều ok, rất là xinh nha mấy chị nhé. Rồi mẫu đầm tiểu thư này giá 125. Chế nó lấy chút liền, chất đẹp lắm. Mấy chị lấy về mấy chị có thể so sánh hai chất nhá. Có thể so sánh hàng Hồng Kông. Có thể so sánh hàng Hồng Kông với hàng thường ha. Dạ dạ, mà là đầm len 85k. Đầm len 85k cho chị Bách Mộc này. Rồi chế nó ôm mẫu này chút liền mà 10 cho em nha mấy chị. Mà 10 bo thun 40 cân đổ lên và 60 cân đổ về mấy chị ha. 60 cân đổ về và 40 cân đổ lên. Rồi chị nào ôm chốt lưng bao thun của mấy chị. Mặc rất là dễ chịu nhé. Rồi okay. Chị nào ôm màu này chốt liền cho em mã của nó là mã số 5 125k. Mã 5 125 không mấy chị? Mã số 5 125k. Ok chị HT Hải Ngân nhá. Chị HT Hải Ngân có số điện thoại địa chỉ đầy đủ này. Chứ nữa chị chốt cái comment mã lên là em chốt được cho liền cho chị nhá. Mã số đấy là mã số mấy? Mã 5. Mã 5 hay mã 10? Mã 10 là cái đầm len á. À, đầm len tốt cho chị Bách Mộc rồi. Đầm len cho Bách Mộc rồi ha mấy chị. 85k hả? Dạ 85k. Rồi bây giờ em lên đầm Hàng Công, Hồng Kông nha mấy chị nha. Lên lô Hồng Kông ha. Mã số 5. Mã số 5. Chị Diệp Loan khách mới. Đúng không? Ừ. Diệp Loan khách mới mà hôm nay chốt nhiều hàng. Diệp Loan mai cọc giúp em nha Diệp Loan ơi. Ngày mai Diệp Loan cọc giúp em nha. Chị Diệp Loan nè. Diệp Loan mã số 5 luôn này. Một cái đầm 125k này. Ủa 5 là 10 hả? Ôi dồi ôi, 5 là 10 hay sao? Ủa về hả? Đầm len. Tàn bị bà Thảo bà lừa em không à. Đầm len là chốt cho chị Bách Mộc này. Rồi mã 10, mã số 5, 10 giữa. Từ chốt mã số 125. Chốt cho người đầu comment là đầu tiên đi. 125k này, chốt cho chị Diệp Loan này. Diệp Loan. Sorry danh kim to nha, sorry mấy chị nhiều. Rồi em cố gắng nhớ mã thật là tốt để mấy chị khỏi buồn nha. Rồi mẫu này ha mấy chị cực kỳ đẹp luôn. Cái yếm này 130 mấy chị ơi. Chị nên cái yếm 130 này có dây rút nè. Mẫu này khoảng 56 cân đổ về mà ok luôn mấy chị. 56 57 cân đổ về mà ok luôn. Tại vì nó là free size mấy chị có thể rút được á. Khoảng chừng 45 cân đổ lên mấy chị ha. 45 cân đổ lên comment liền cho em mã 20. Em nhớ rồi nha. Cái yếm này mã 20. Chị nên ưng chốt mã 20 giúp em nha. Mặc dài qua gối mấy chị nha. Dài qua gối mã 20. Chốt 20 cho em rồi em xuống nè. Em xuống mà 20 nè, mấy chị comment 20 giúp em đi. Mà 20 nhé, chốt mà 20 giúp em. Mà 20 nè, mà 20 giúp em. Chị đơn 20 comment 20 liền mấy chị ha. Đơn 20 comment 20 liền cho em. 20 em có hai màu mấy chị ơi. 20, màu xanh này comment 21 đi. Màu vàng là 20, màu xanh là 21 nha. 20 cho chị Anh Kim To này. 21, y chang vậy luôn như màu xanh mà 21. Chế nào lấy 21 comment 21 cho em nha. Chắc comment 21 giấy. Thật chắc phải lấy giấy ghi mã lại quá. Rồi, 20 là cho chị Anh Kim To nhá. 21 cho VV này. Rồi 21 cho VV, 21 cho ai nữa không? 21. Có đầm nút từ trên xuống không chị? Rồi 21. Bao nhiêu em? Bao nhiêu đây em? Dạ 130, cái yếm nó 130. Rồi, em đầm thiết kế này đi làm rất là đẹp mấy chị ha. Mặc cực kỳ xinh luôn, để em thử nhét nhét con người cho mấy chị coi nha. 21 cho chế VV rồi nha. Nhét được không ta? Sao vậy? Sao xì xì? Cái gì
20 em hết rồi, 20 hết rồi nha. Trời ơi, mẫu này mặc như vậy mấy chị ha. Mẫu này mặc cực đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mẫu này giá bao nhiêu? Không ghi giá thì ghi, không ghi giá thì nhớ nó cũng đéo đọc giá. Đây, rất là xinh luôn mấy chị. Đây mẫu này mặc như vậy nha. Mẫu này mấy chị gài hết dây lên, kéo hết khóa lên cho em nha. Mẫu này là mẫu công sở mình mặc đi làm cực kỳ đẹp ha mấy chị. Đó, rất là sang chảnh luôn nha. Chị nói ơn mẫu này 130k, comment liền cho em mã của nó là mã đẹp. Mã đẹp 130k mấy chị ha, comment mã đẹp giúp em nha. Mã đẹp giúp em. 21 chế VV lên trước này. Em coi còn 21 không thì em chốt cho chế Diệp Loan nha. Rồi, comment mã đẹp giúp em nha các tình yêu ơi, mã đẹp. Mã đẹp giúp em ha. Ok này, 21 còn một cái nữa nha. Em chốt cho chế Diệp Loan một set 21 này. Mã đẹp 1m654 cân nha mấy chị. Mã đẹp 1m654 cân. Comment mã đẹp giúp em. 130k nha chơi. 1m654 cân mà đẹp. Mà đẹp giúp em này, bỏ bịch giúp em đi. Em không đổ mấy thôi, học eo bao nhiêu? Eo 75. Mà đẹp eo 75 nha. Eo 75 đổ về. Mà đẹp eo 75 đổ về. 1m654 cân. 130. Ok này. Rồi, em dâm xinh xắn này nha mấy chị. Em dâm xinh xắn xinh đẹp luôn. Đằng sau có bo thun luôn mấy chị ha. Khỏi đâu eo phi size. Tầm 45 cân đổ lên và 60 cân đổ về ok luôn nha mấy chị. Rồi chị nào ơn cái dung này comment liền cho em mà của nó là mã dung. Em dung này giá của nó là 99k. Chị nào ơn dung chốt mã dung giúp em ha. Dung 99k nha mấy chị nha. Dung 99k. Comment mã dung giúp em nè. Mã dung. 21 em hết rồi anh Lê ơi. Dây đắt eo luôn. Ờ mã đẹp. Mã đẹp. Em chốt mã đẹp nha. Mã đẹp là cho chế Diệp Loan luôn nè. Ồ, chị Diệp Loan hôm nay chốt hàng dữ nha em. Hỏi chị Diệp Loan dùm em là bán hay mặc vậy? Nếu đúng mà rồi. Bán là phải cọc cho em mới được chốt tiếp nha. Tại vì nếu mà mua lẻ á, là một đêm là mấy chị không, em không cho phép mấy chị chốt quá khoảng 6 sản phẩm ha. Không được chốt quá 6 sản phẩm. Tại vì chế là khách mời á, em chưa có đủ tin tưởng nha. Còn nếu mà chế chốt nhiều cũng được, nhưng mà chế nhớ cọc liền cho em. Diệp Loan á, chị Diệp Loan mình mua mặc hay bán vậy chị ơi? Nếu mà chế mua nhiều chế nhớ cọc cho em mới cho chốt tiếp nha chị nhá. Cái này nếu bao nhiêu em ơi? Em đẹp. Mà đẹp là 130. Rồi. Dung bao nhiêu đây? Dung mà dung 99k. Mà dung. Dung cho chế HT Hải Ngân này. Dung hai cái nhá. Dung cho HT Hải Ngân. Và dung cho chế Liên Bích nè. À biết ngay mà mua sỉ nè, mua sỉ phải cọc cho em mới chốt tiếp được. Đúng rồi, chế cọc giúp em, chế cọc giúp em một cái cạc 200k đi nhá. Cọc liền giúp em nha. Ừ, cả 200k đi rồi chốt mai em chốt hàng rồi. Tại vì giá sỉ thì nó sẽ khác nha chị. Giá sỉ thì nó sẽ rẻ hơn nha. Giá sỉ nó rẻ hơn ha. Nhưng mà chị nhớ cọc cho em mới cho chốt tiếp. Tại vì em bị sỉ bom nhiều lắm rồi. Lâu lâu em cứ xả mấy cục của sỉ bom á. Đó, bởi vậy cho nên chị nào sỉ thì nhớ cọc cho em mới cho lửa trên like. Rồi lên yếm tiếp nha mấy chị. Hôm nay bao nhiêu yếm cho mấy chị luôn, yếm đẹp lắm. Chế Liên Bích. Chế Liên Bích đâu rồi, chế Liên Bích đuôi 1735 cho em xin thêm địa chỉ luôn nha. Xíu chuyển khoản, ok, phải chuyển cho mình số tài khoản. Em, ok, để em nhắn qua liền cho chế nha. Anh nhắn lại số tài khoản của anh cho liền để chứ. Ok. Rồi, em nhắn số tài khoản qua liền, inbox cho chế cọc khoản liền cho em đi. Rồi chế vô lựa tiếp nha, tại vì tối nay em lên sẽ rất là nhiều, tối nay tối thứ sáu á. Cho nên em sẽ lên rất là nhiều đồ luôn. Nào là set này, nào là hàng Hồng Kông này, nào là hàng Quảng Châu này, rồi nào là đầm váy này, rồi đủ thứ hết á. Bởi vậy chế cọc liền cho em mới cho chế lựa tiếp được nha. Rồi mẫu này luôn, một cái set yếm 130. Chị nào lấy yếm này comment liền cho em mã của nó là mã số 80. Chốt mã 80 cho em 1m6 khoảng 56 cân đổ về, 56 55 cân đổ về, 45 cân đổ lên với chị nhé. 45 cân đổ lên và 56 56 cân, 55 cân đổ về ha. Chị nào lấy cái yếm này chốt liền mã giúp em nha. Dung xanh 60kg ok không em? Chị ăn ngay 60kg phải mét 6 nha chị. 60kg chứ mà phải form ôm, nhưng mà phải mét 6 nha. Cọc bao nhiêu chị? Ái Duyên. Ái Duyên ơi, cọc khoảng chừng 200 là được rồi Ái Duyên ơi. Mấy chế năng sỉ thì cọc 200 là được rồi nha. Anh inbox cho Ái Duyên số tài khoản giùm em luôn đi. Ái Duyên á. Ái Duyên, chị Ái Duyên chưa được. Ái Duyên chưa được quá, cứ được đi rồi cọc chứ kịp. Rồi mẫu này, chế nào lấy mẫu này comment liền cho em mã 80 nè. Mã 80 giúp em nè. Mã 80 giúp em ha. Mã 80 130. Mã 80 130 giúp em. Chị Ú Nu. Chị Ú Nu á không vừa. Chị chưa đầy mấy 6 hả? Ok luôn. Rồi mã 80 giúp em.
chị Lưu Nguyên hả? Lưu Nguyên, nhưng mà chị Bích Ngân Phạm comment 80 trước nè. Chốt đi. Hôm nay có đồ rồng cho chị Vi Khánh Vi. Rồi 80 chốt cho chị Bích Ngân Phạm. Đuôi là 996. 996 ha. Bích Ngân Phạm 996. Bích Ngân Phạm 96. Hôm nay em có đồ rồng mấy chị nha. Hôm nay có đồ to dành cho chị nào bự con ha mấy chị. Mấy chị xe la nhiệt tình giúp em ha. Hôm nay chị nào chốt đồ nhớ xe la nhiệt tình giúp em nha. Rồi cái set này ha mấy chị. Set cực đẹp luôn. Set đẹp dạ ma. Đây. Chốt chai rồi em. Cái này em chốt chai vậy. Chốt chai cho chị Bích Ngân Phạm á. Ok Bích Ngân Phạm này. Rồi chị nào ơn mẫu này chốt mã 9 cho em nha mấy chị. Mã 9 này, cái set mã 9 này là size XL mấy chị ha, 1m6 khoảng 58 cân đổ về. Size XL. Không ly năng vô, rộng cho ly năng vô. Áo thun cotton nó co giãn cho ly năng vô. 130 hả? Dạ dạ dạ. Rồi chị nào ơn mẫu này chốt liền cho em mà của nó là mã số 9. Số 9 1m6 khoảng 58 cân đổ về mấy chị ha. À, mẫu này giá của nó là 101 nha. Cái set này là 101. Ok, xếp 101 mấy chị ha. Mã số 9, mã số 9 cho chế Diệp Loan này. Chế Diệp Loan chuyển khoản rồi nè, cọc rồi nè. Số 9 cho Diệp Loan này. Số 9 chốt cho Diệp Loan luôn ha. Số 9 cho Diệp Loan 101. 101 của Diệp Loan này. Em ghi tên luôn rồi nha Giang. Okay. Rồi. Còn một set yếm rất là đẹp nha mấy chị. Mấy chị ơi có nghe rõ em nói không mấy chị? Để em mở loa lên. Tại vì em nói nó hơi nhỏ. Không đâu, nghe rõ, rõ, nghe rõ. Có chân váy xòe không em? Để anh chốt cho, nói chung là em cứ đọc đi rồi, có gì anh sẽ nói lại cho. Đây. Có trần trổ quá không? Mẫu này ha. Cực kỳ xinh luôn, mẫu này 60 cân cũng vừa mét 6 nha mấy chị. Mét 6, 60 cân. 130k mấy chị ơi, hàng Hồng Kông nha mấy chị. Chắc lâu lâu em mới về hàng Hồng Kông một lần, tức là tại vì gần Tết rồi á. Em về lô cao cấp cho mấy chị diện đi Tết luôn nha. Em về lô cao cấp cho mấy chị mặc diện đi Tết ha, hàng Hồng Kông nha. Rồi, chị đã ơn mẫu này, size XL 1m6 58 cân đổ về ok. Chị nào cũng thích nghe giọng thật của em. Comment liền cho em mã của nó là mã. Em muốn nghe. Rõ lắm ha. Comment liền cho em mã của nó mã 12 em chị ha, mã 12. Mã 12. Mã 12 giúp em ha. Anh cho em cái bọc đi. Mã 12 giúp em nè. Mã 12, comment mã 12 giúp em. Mã 12 giúp em ha. Mã 12 nè mấy chị ơi. An là ai vậy ta? Mã 12 cho Vivi này. Chế Minh Minh Nguyên chúc khách mới. Chưa có giới thiệu địa chỉ em chưa chốt được này. Mã 12 cho Mỹ Hương nha. Chị 12 Mỹ Hương cho này. Mỹ Hương một cái chị... là Vivi một chiếc là hết nhá. Mấy chế ơi, chế nào khách mới ấy, thì comment mã số kèm số điện thoại giúp em nhá. Ví dụ như comment trong chế Mỹ Hương ấy, là em sẽ chốt được liền nhá. Mỹ Hương này, chế Mỹ Hương số điện thoại đuôi 889 cho em xin thêm địa chỉ nha. Chế HT Hải Ngân thì có số điện thoại địa chỉ đầy đủ rồi, nhưng mà em hết mã 12 rồi nhá. Ok, đây. Chế An cũng có số điện thoại địa chỉ đầy đủ này. Chốt mã sau giúp em nha. Cái đầm này giống như là cái màu áo dài cách tân vậy á mấy chị. Cái đầm này nó giống như áo dài cách tân vậy ha, nhưng mà nó không xẻ tà thôi, rất là đẹp chị nha. Rồi, chị nào ơn mẫu này. Trời ơi, 130. Rồi, 130k. Comment liền cho em mã của nó là mã số 8. Mã số 8 130k như cái tình yêu ơi có theo như thế này ha. Cực kỳ đẹp luôn. Đây nha mấy chị. Cực kỳ xinh. 1m6 54 con đổ về nha. Comment số 8 cho em 130. Số 8 nè anh. Số 8 130 giúp em. Mấy chị ơi, tại bên em mà chốt hàng là giao cho hàng Trần giúp em nha. Mã 8 130. Hàng Trần nào em ơi? Hàng Trần bên anh nhiều hàng Trần lắm, cứ cho anh giao hàng Trần rồi số điện thoại của hàng Trần giúp anh nha. Mã số 8 đúng không? Mà số 8 cho sen bông lê nha. 101. Bao nhiêu? Mã số 10. Dạ 130. 101 mã số 10 mấy chị nhé. 101 mã số 10. Một set này sẽ XL 1m6 58 cân đổ về mấy chị ha. 60 cân cũng ok luôn, nhưng mà phải 1m6 nha mấy chị. Phải 1m6 mới được ha. Rồi comment số 10 giúp em. Mã số 10 nha mấy chị. Mã 10 nè. Chốt mã 10 giúp em. Em đang soạn giáo án hả? Chốt mã 10 giúp em nha các tình yêu ơi. Ok Mỹ Hương nha, Mỹ Hương là cùng chung với chị. Giao cho thằng Trần 878 nha, ok em nha. Mỹ Hương nè. Wow, đẹp quá. Quá đẹp, form này lớn nha mấy chị. Form này size lớn, form này size XL luôn. Hôm nay là size lớn ha mấy chị. Size lớn giúp cho mấy chị nào mà to con á, mà bữa giờ không có đồ, bữa nay sẽ có đồ luôn ha. Hàng Hồng Kông thì size nó hơi to. Rồi mẫu này ha mấy chị. Trời ơi, dễ thương quá à.
Rồi em này đầm của nó dài xuống như vậy và ở trên này nó có thêm một cái tầng này nữa mấy chị ha. Ở phía sau là nó có beo nữa nha mấy chị. Ở phía sau nó có nuôi tôm này rất là dễ thương. Rồi chế nào ưng mẫu này chốt mã hồng giúp em, mã hồng cái mà đỏ cái sẽ đỏ ra mã số 10 á, sẽ đỏ ra mã 10 giúp em. Rồi chị nào ưng cái đầm hồng này comment cho em mã của nó mã 22 ha, chốt 22 giúp em đợi yêu đi. Ừ vừa đợi em đó, em phải đợi em trước rồi mới đọc mã chứ. Để em đọc sai cái L á. À. Ờ, em này yêu 80 mấy chị này, ơi. Em có chốt được không? À chế min nguyên là chưa chốt được mã 12 nha. Phải chế cho địa chỉ sau, em chỉ có một cái thôi chế. Chế min có số điện thoại rồi, cứ chốt thêm mã sau cho em nha. Mã hồng 22 cho Diệp Loan này. Eo 80 này. Eo 80 16 64. Hồng 22 cho Diệp Loan nha. Đây, chị nào lỡ like nhớ cọc cho em nha. Cọc rồi đấy. Không ý muốn nói chị nào mà vô lỡ like á. Rồi mẫu này hả mấy chị? Bao nhiêu em? Dạ. 130. Rồi chị nâng mẫu này, chị nâng cái mẫu đầm đen này ha. Đầm đen này size của nó size L mấy chị, 1m655 cân đổ về nha. Size L 1m655 cân, eo 75 đổ về mấy chị. Eo 75 đổ về. Comment liền cho em mã đen. Chốt mã đen giúp em, mã đen ha. Mã đen này sang lắm. Mấy chị có thể mua để mà tặng cho mẹ cũng được. Đây, tặng cho mẹ hoặc là mình chế nào mà từ 28 tuổi đổ lên mình có thể mặc ha. Rất là xinh luôn. Rồi, comment mã đen cho em 130. Mã đen cực kỳ xịn mấy chị, hàng này hàng cao cấp nhé. Rồi mã đen giúp em 130. Mã đen 130 này. À, chế nào mà lấy chỉ bên em thì mới cần cọc nhé. Còn chế nào không thì không cần nhé. Mã đen cho chế min nguyên này. Chế min nguyên cho em xin thêm địa chỉ nhé. Chế min nguyên chốt được hàng rồi này. Cho em xin thêm địa chỉ nhé. Chế nào mà lấy chỉ bên em thì cần mới cần cọc lại giúp em nhé. Đồ xem to mà. Không hả? À. Có đồ nhỏ chứ cứ từ từ cái gì cũng có nha. Size M nha mấy chị. Size M nha. Size M 1m6 khoảng 52 cân. Size M 1m6 52 cân. Comment liền cho em mã của nó mã 52. Size M nha mấy chị. 1m6 52 cân. Comment mã 52 giúp em. Mã 52 theo nha mấy chị. Cực kỳ đẹp luôn. Mã 52. Mã 52 giúp em nè. 1m6 130 mấy chị ha. 130. Ok nha. Thế mình có gì inbox qua cho em nhé. Inbox địa chỉ qua cho em nhé. Để em xác nhận, xác minh địa chỉ nhé. Rồi 130 nha các tình yêu ơi. Mã 22 giúp em. Một cái áo dài, một cái đầm giống áo dài cái tầng. Rất là dễ thương. Rồi em này ha. Em này rất là cưng luôn mấy chị. Em này dễ thương cực kỳ. Em này quá đẹp luôn. Em này giá của nó 125 nha mấy chị nha. Rồi em này size to. Em này 1m6 60 cân đổ về nha mấy chị Phong Xuân. 1m6 60 cân đổ về. Comment liền cho em mã của nó là mã 85. Mã 85 1m6 60 cân đổ về mình mặc cũng vừa nha mấy chị. Đúng nha. Đúng 85 chứ em quá đẹp. Chế nào nhỏ con thì mình mặc cho là Phong Xuân nha. Mã 85 eo lại được càng tốt nhá. Chị nào lấy 85 comment mã 85 giúp em nha. Comment mã 85 giúp em. Mã 85 đi mấy chị ơi. 1m6 60 cân vừa luôn. Chốt mã 85 giúp em ha. Đây một set này gồm 3 món luôn. Set này gồm 3 món mấy chị ha. Mấy chị ơi share like giúp em mấy chị. Mọi người share like giúp em nha. Ok này, Pimin Nguyên có địa chỉ rồi này, cảm ơn em nha. 85 85 cho chế An Lê này. 85 bao nhiêu tiền em ơi? 85 cho An Lê. An Lê cho anh xin thêm địa chỉ luôn nha. 85 cho An Lê này. Dạ 85 là 125. Okay. 85 125 nha mấy chị. 125k. Rồi mẫu này luôn để em gài cái áo thôi nha mấy chị nha. Đỡ một xíu ha. Đây. Dễ thương cực kỳ luôn. Rồi cái set này size M nha mấy chị. Set này size M nha. Chị nào lấy set này comment liền cho em mà của nó là mã số 19. Chốt mã 19 giùm em này. Mã 19 size M nha mấy chị nha. Mã 19 size M. Giá 120. Chị nào lấy 19 chốt 19 giúp em nha. 19 mặc như vậy mấy chị. Đó. À, nó có áo trong áo ngoài và một cái quần như vậy luôn mấy chị ha. Mã 19 120 giúp em. Chị nào lấy 19 comment 19 cho em size M này mà size L bông che được luôn á. 19 120 này. 19 120 cho chị Diễm Phạm Kiều này. 19 120 nhé cho chị Diễm Phạm Kiều nhé. Đây nha đi.
Xếp yếm giống như em đang mặc với chị ha. Màu khác nè, hồi nãy bé bé xếp yếm giống em đang mặc như màu khác nha mấy chị. Chị nào lấy cái xếp yếm này comment liền mà không giúp em nè. Mà không ha. Mà không size M nha mấy chị. Mà không size M. Size M này là 1m6 khoảng 50 cân đổ về ha. 50 cân mét 6 comment cho em mà không. Mà không size M. Comment mà không giúp em mà không 125k. 125. Tối điện thoại em rồi. Ok anh Lê ơi, bên anh là chốt có địa chỉ thì em mới chốt thêm được em nhé. Mã số 0125 cho hàng Trần 878 này. Cứ có địa chỉ anh lưu lại là em cứ việc chốt cho em nhé. Mấy chị ơi nhớ chốt hàng cho em địa chỉ trong vòng 2 phút nha. Nguyễn Ngọc comment thì sau rồi. Nguyễn Ngọc lấy bộ này không? Bộ này dễ thương nè. Bộ này cưng lắm nè. Bộ này size L đổ về mấy chị ơi, 1m6 khoảng 55 cân nha. Size L đổ về 1m6 55 cân. Một mét sáu 55 cân, cái này ngọc không mà cũng được rồi. Việt cái Nam 2020 có chứ, hôm nay Việt Nam thắng Malaysia 2-0 là đi báo đấy, tí đi báo liền giờ đấy. Rồi chị đã ơn mẫu này chốt liền cho em, mã của nó là mã số 88, chốt 88 cho em, mã 88 120 với chị ha, mã 88 giá 120, mã 88 nha. Cái chất này nó khác với chất hàng Quảng Châu mấy chị, chất này chất có nó còn đẹp hơn chất hàng Quảng Châu rồi mấy chị ha. Chào chị Long Mỹ Đào nè. 388 hả em? 88 cho 88 giúp em. 88 120 này. Ok, thấy cái nào xếp này nhỏ nhỏ anh báo cho. Hôm nay có mà 88 giúp em này. Mà 88 này. 88 cho chế Diệp Loan này. À đâu rằng 88 sorry nhá. 88 là cho chị Long Nữ Đào ấy. Chị Long Nữ Đào comment trước này. Em nhìn cái gì không ra này. Sorry chế Diệp Loan nhá. 88 cho chị Long Nữ Đào nhá. 88 chốt cho chị Long Nữ Đào. 120 hả em? Dạ. Dạ. 120 đúng không? Rồi màu này. Rồi cái màu đầm không sợ đấy nhá. Trời ơi đẹp thế. Giống cái hình em mốt không mấy chị? Giá 130 mấy chị ơi, rẻ lắm. Size L nhá. Okay. Size L mét 654 cân đổ về. Để em đo eo đã mấy chị, đợi xíu nhá. Rồi, cổ nó như vậy nè, rất là sang chảnh luôn ha, sang chảnh cực kỳ. Rồi chị nào ôm màu này. Chị nào ôm màu này ha, cực kỳ đẹp luôn. Đẹp giả mang luôn nè. Rồi đo eo. Thấy kế Kiều Phương nha, thấy chế Kiều Phương nha. Em đo eo đi, em đo eo rồi em đọc mã nha mấy chế nha. Đo eo đi. Eo 76 đổ về nha mấy chế ơi. Eo 76 đổ về nha. Size L eo 76 đổ về. Chị nào ưng cái set này cầm 130 comment liền cho em mã sọc. Mã sọc giúp em nha, mã sọc. Mã sọc 130 này. Em 130. Để em đọc cho em đọc tới được rồi. Mã sọc 130 eo 76 đổ về nha mấy chế ơi. Mã sọc 130 eo 76 đổ về em nha. Em mặc vừa không, biểu tay mặc hơi rộng. Biểu tay mặc hơi rộng mình thắt nhịp thôi em ơi. Cái này mình mấy chế nào đi làm mình thắt thêm nịt vảy cá vuông rất là đẹp nha. Em nói cái này là nó dài người thắt nịt vảy cá đẹp lắm. Số lượng ít. Mã sọc cho chế Diệp Loan này còn không em? Dạ, mã sọc hết. Ồ. Rồi, chị nào ơn cái set này comment liền cho em mã số 4. Mã số 4 size L 1m654 cân đổ về mấy chế nhá. Eo của nó là có bao thun, lưng của quần là lưng quần có bao thun 120 mấy chị nha, 120. Rồi, chị nào ơn cái set này comment liền cho em mã số 4. Số 4 nha, size L 1m654 cân. Giống set hồi nãy thì chế Diệp Loan. Dạ. Mã số 4 này. Toàn siêu phẩm chất lại được không? Mã số 4 cho chế Diệp Loan luôn này. Vừa nói xong nhắc tên cái là chế có liền luôn. Wow, cái đầm này đẹp quá à. Wow, sao hôm nay toàn đồ đẹp thế. Hàng cao cấp về mà, về bán Tết cho mấy chị mặc Tết đó. Về cho mấy chị mặc Tết nha. Cái này là mấy chị có thể thay bằng nịt vảy cá nha em cũng được nha. Đúng rồi, thay nịt vảy cá thì càng sang ha. Nịt vảy cá nha em bao đẹp luôn, nịt vảy cá nha em 90k một cái nha. Cái này rất là sao cho anh nhỉ? Biết không, biết thắt không? Không, đắp luôn qua hai cái, luôn qua hai cái, luôn qua cả hai cái. Ừ, xong rồi sẽ trả lại nhét qua giữa. À, trả lại ngược lại, ở nhét vào giữa, nó gần như vậy đó. Rồi em hút lại phát là nó sẽ giữ lại. Để băng nhá, ngược rồi em được. Thôi kệ đại đại đi. Rồi mấy chị về nghiên cứu thắt sau nha. Em đây, em để bằng như đây là à, bằng như vậy đúng không? Ừ, đúng đây, em kéo là nó sẽ vô đó, ok. Nó gần như vậy đó. À, như vậy nha mấy chị thắt như thế này ha. Gần như vậy đó. Gần như vậy nha, size này size S, size M mà ok nha đuôi tôm. Size S, size M. Size S, M mà ok mấy chị ha. Đuôi tôm nha mấy chị. Rồi chị nào ơn cái đầm này comment liền cho em mã của nó là mã số 5 đi. Mã số 5 không anh? Chốt mã 5 cho em. Cho coi lại địch vảy cá đi Giang. Ok luôn. Chị nào lấy 5 chốt mã 5 giúp em nha mấy chị. Mã 5. Thấy Thanh Hòa nè.
Em thay thanh hòa hả? Thay em thay cái đó luôn đi. Mã 5 chú, mã 5 giúp em. Mã 5 này. Gần đây mã 5 nha. Mã 5 tôi chế hàng trần 878 này. Năm chế hàng trần là phải cá đấy chị ơi. Là phải cá đấy hả? Đó. Cái đang mặc đeo nịt vảy cá thì nó hơi kỳ nha, nhưng mà mấy cái dạng đầm công sở hoặc là đầm đi tiệc á, mình đeo nịt vảy cá vô nhìn là nó sang, rất là sang nha. Nó sang hẳn luôn á, nịt vảy cá 90k thôi mấy chị. Thì sang á. Rồi chế nào lấy nịt vảy cá cầm lên mà nịt vảy cá giúp em nha. Mã số 5 cho hàng trần 878 này. Cái này 130 phải không em? Dạ dạ dạ. 130. Rồi tiếp hả mấy chị? Rồi mẫu này mấy chị ơi, mẫu này 120 nha. Chị nào lấy comment mã hồng bàn giúp em nhỏ này. Nữa không em? À bàn nhỏ đó thì em hết rồi mấy chế ơi, bàn nhìn bàn to mình sang hơn nhá. Bàn to mình nó làm cho cái eo mình giống như gọn hơn, sang hơn là bàn nhỏ nhá. Rồi chị nào ưng hồng chốt mã hồng giúp em. Trời ơi toàn đồ đẹp thôi. Mã hồng giúp em nha mấy chị, mã hồng 120. Comment mã hồng đi giúp em. Mã hồng này là 46 khoảng 55 56 cân. Chế nào mà người gòn gòn 60 cân cũng được luôn nha mấy chị nha. Rồi comment mã hồng giúp em nè, mã hồng ha. Mã hồng 120 nha mấy chị ơi. Rồi giống vậy mà nâu. Mã hồng với nâu 120 hết. Hồng và nâu nha. Em lấy chị sẽ coi được không? Ôi chút kịp chưa? Em nhận được đồ rồi, được rồi đó. Ok nha anh Lê nha. Hồng với nâu giúp em nha mấy chị. Hồng và nâu cho em này, 120k này. Hồng. Hồng cho chế Nguyễn Quốc đuôi 5645 này. Chế Nguyễn Quốc cho em xin thêm địa chỉ nhá. Chế Nguyễn Quốc cho em xin thêm địa chỉ chốt mã hồng này. Em còn nâu này, chế nào lấy nâu chốt nâu cho em nhá. Nâu 120k luôn nha mấy chế nhá. Hồng và nâu rất là đẹp luôn. Rồi em này size L 1m6 khoảng 57 cân đổ về mấy chị ha, có nón. Áo là có nón nhá. Mẫu này mình mặc mùa đông cực kỳ đẹp mấy chị ha, mặc mùa đông cực đẹp luôn. Đây thu đông á mấy chị. Đây là set thu đông nha, cực đẹp. Rồi, chị đơn mẫu này chốt liền cho em mã đen, chốt mã đen giúp em. Mã đen giá của nó là 125k. Lấy đen chốt mã đen giúp. Trời ơi, mình sẽ được 125k thôi á. 125k nguyên một set. Có ai mặc vừa không? Cho anh luôn đi. Rồi comment mã đen giúp em ha. Mã đen. Comment mã đen giúp em. Cái này mới chỉ 125 là mới mặc cái áo thôi. 125k thôi chị ơi. Trời ơi, to đẹp thế. Mã đen giúp em nha. Chỉ như anh mặc vừa hay sao ấy. Mấy chị ơi, xe live stream giúp em luôn mấy chị. Dòng nào không xe cho em đúng không? Sao thấy mặt không vô được đâu. Hả? Không vô được. Lý do? Vô nó cái đen thui bấm đi. Đây, đây. Này. Anh mới thoát ra hẳn đấy. Đen nhưng mà vẫn chia sẻ được mà. Bấm chia sẻ nó không có chạy. Nó không nhập cái nhóm. Giấy đấy. Diệp Loan mã đen này, 125k. Mã đen 125k. Giấy Diệp Loan mã đen nha. Mấy chị ơi, hôm nay chia sẻ yếu à mấy chị ơi. Mới có 440 lượt chia sẻ à. Mấy chị chia sẻ lại giúp em đi. Chứ em không phải. Mấy chị là luôn tuần này cũng không thông báo cho em. Thanh Thảo Đỗ Phan ơi, vô Facebook của chị Thảo ấy. Em cho cái mục bạn bè, em chọn bạn bè nhưng mà chế độ xem trước nha. Chế độ xem trước đi là sẽ thấy đó. Tại đợt này Facebook nó nhiều chuyện, nó can thiệp đủ kiểu rồi đó. Rồi cái đầm em đang cầm mấy chị, đầm dạng đầm đi giống không mấy chị ha. Rồi cái đầm này 1m6, 60 cân cũng vừa luôn. 1m6, 60 cân cũng vừa luôn nha. Rồi chị đã ơn mẫu này chốt liền cho em, mà của nó là mà 70. Giá của nó là 130 mấy chị, mà 70, 130 ha, cực xỉn cực chót nha mấy chị nha. Mà đầm body ha mấy chị, dạng body ha, 1m6, 60 cân cũng vừa. 50 cân đổ lên mấy chị nha. Chốt mã cho em là mã 70, 130k nè mấy chị ơi. 130k. Chốt mã 70, 130k giúp em. Một em đầm ý em mã 70, 130k nè. Em đang chọn cho bán mà không chọn được luôn ý. Chị anh kia to hôm nay có vẻ. Má 70 này, 70 cho Min Nguyên nha. Để em xí nha mấy chị ơi, để em xí lên hàng hot nha. Để em coi màn em bị cái gì. Anh đang ở mạng da nghe em bị yếu xìu. Anh để mạng dưới này cho mấy chị em like chứ anh vô làm gì. Anh vô cái gì chia sẻ. Nói anh vô được mà. Đang vô cái nó đã ra cái hết vô được. Rồi, lên đầm đẹp nha mấy chị. Mà bị gì sao giờ này yếu quá à. Yếu em không có chia sẻ được. Mấy chị xe live stream nhiệt tình giúp em nha. Đây, mấy chị đợi em xíu em thay đồ không mấy chị. Chị đang chờ xét quần. Đang chờ xét quần hả? Ừ. Mấy chị đợi em chút xíu em thay đồ em ra liền nha. Không có đấy hả? Dạ.
nhá. Trùng từ trên xuống dưới. Con nào? Chú ý. Bảy mươi chế hoa nắng xong một chút nha, chế hoa nắng ơi. 70 là chế hoa nắng lên chậm một chút ít nhá, lên trước lại mình chốt liền nhá. Chế hoa nắng đừng buồn nhá. Chị tăng ca về tăng thủ để xem này. Có lông vũ luôn mấy chị. Cái này là nó là lông vũ ha mấy chị ha. Rất là dễ thương, được bé Mi Tây có mua một cái bé Mi Tây tát em vô quá đẹp ha. Mà đi chơi còn đẹp luôn. Màu này mấy chị có thể mặc không xuân về hoặc là mặc khách lần cũng được nhá. Cũng có thể mặc khách lần luôn. Nhưng mà chắc là mình mang được bạn nhỏ hơn đi. Này thì hơi to ha, chắc mang không hợp lắm. Cũng được. Cũng được mà, được. Rồi, chị đã ưng màu em đang mặc 130, comment liền cho em mã của nó là mã số 66 nha mấy chị. Chốt mã số 6 cho em 130. 1m6 khoảng 56 con 57 cân đổ về ha. Mã 66 130, 1m6 khoảng 56 57 cân đổ về là mặc vừa nha mấy chị nha. Comment liền giúp em nhé. Dây dây dài giúp em nha. Mấy chị ơi, xe like nhiệt tình mấy chị ơi. Lúc nào em cũng có quà tặng cho chế nào chia sẻ live stream nhiều nhất nha. Chị chế Nguyễn Quốc ở đấy chốt được bên em một cái mã màu hồng. Số điện thoại đuôi là 5645 chưa cho em địa chỉ nha. Mã 66 em đang mặc nha. Em đang mặc là mã 66 nha. 1m6, 56, 57 cân đổ về mặc vừa nha. 130k này. Đây mã 66 này. Số 66 cho em. Cởi lên nhanh đi em. Bực bội quá Dân à. À vô được rồi nè. Em lấy chị mặc mã 66. Chị nào lấy cái em mặc có thể comment mã 66 lên cho em kèm số điện thoại nha mấy chị. Mấy chị ơi, xe live stream giúp em nha mấy chị ơi. Xe live stream mạnh tay nha. Thế nào lấy cái mã 66 comment mã 66 cho em nha. 130k nha. Rồi xe live mạnh tay lên giúp em mấy chị ơi, xe live mạnh tay lên nhé. Mẫu nhà em là 1m54 nhá, nặng 45 cân nhá. Lấy 66 comment 66 kèm điện thoại cho em nha mấy chị, mà 66 kèm điện thoại cho em nha. Ok, 66 có chi 66 cho chi Diễm này, chi Diễm có số điện thoại đồ này. Chi Diễm có địa chỉ bên anh chị em ơi. Nếu mà có rồi ok giúp anh này, chưa có cho anh xin thêm địa chỉ nha. Thắt lưng có bán nhá, thắt lưng 90k một cái nha mấy chị nha, thắt lưng 90k một cái nhá. Mã 66 cho chi Diễm này. Sao chế nào lấy 66 được không ạ? À? Điện thoại em mất tiếng rồi, Hiền. Đầm chị mặc có màu trắng không? Không có màu trắng, chỉ có màu đen thôi. 66 cho chi Diễm, 66 cho Vivi, còn một cái 66 nữa. Chị nào lấy 66 comment 66 lên nha. À. Quên anh chưa đọc tới, anh tiếp từ từ em mà. Trên mẫu này. Mã 66 6 cho Vivi nữa này nha. Vi cứ làm gì lên tội đâu, sợ không chốt cho Vi Vi. Rồi màu này ha mấy chị. Ủa anh chưa chốt tới em lại nhỉ. Màu này giá của nó là 130 ha mấy chị ha. Chị nào lấy chốt cho em mã của nó là mã số 80. Chốt 80 cho em nha mấy chị. Em nói bình thường vậy mà. Mã 80 130 nha mấy chị ơi. Mã 80 này em bao nhiêu em ơi. À phong xuông nha. 1m6 56 58 cứ đổ lại mặc vừa luôn nha mấy chị nha. Rồi chốt 80 cho em này. Mã 80. 80 130 này. Ok, chế chi Diễm này, cảm ơn chế chi Diễm nha. 80, comment mã 80 lên giúp em nha mấy chị, comment mã 80 lên ha. Hồng 80 cho chế Diệp Loan là 130k này. Cho chế Diệp Loan. Rồi mẫu này cho chế nào to này. Mẫu này cho chế nào to con nha. Đây. Chào chị, chào Kim Anh này. Mẫu này dành cho chế nào to con một xíu nhé. Mẫu này là 60 cân cũng vừa, 65 cân cũng vừa luôn nha mấy chị. Lưng của nó là có bo thun nha mấy chị, hát tay cánh dơi. Lưng bo thun và tay cánh dơi, mẫu này 120. Chế nào lấy mẫu này chốt liền cho em. Mã số 32. Váy em mặc bao nhiêu ký vừa? Máy em, váy của em đang mặc là 1m6 thì 56, 57 ký đổ lại mặc vừa hết nha. Anh 54, 55 thôi. Mẫu mặc 54, 55 thôi.
Ok. Vài đúng rồi. Rồi chị nó lấy mẫu này chốt liền cho em mà. Mã. Em đang mặc, em đang mặc cái kem. Mã 80. Không phải 80. Đúng. 80 cái hồng lục. 80 cái hồng hả? Ủa mà này mà gì? Mà bao nhiêu nhờ? Mấy chị chốt lại cho em mà sọc vàng đi. 32. Mà 32 hả? Chốt 32 kèm sinh thải giúp em. 32 kèm sinh thải với chị ha. Chị Diệp Loan đấy 32 luôn đúng không chị? 32 bao nhiêu đây? 32 miss 100... Bao nhiêu tiền đây? 120. 32. Chị Diệp Loan đấy 32 luôn đúng không chị? Hay nhắc mã ta. 32 là 120 nha. Rồi set này ha mấy chị. Set thiết kế cực đẹp nha mấy chị ơi. Set size M nha mấy chị, size M. Set size M, 1m6 50 cân đổ về nha. 1m6 50 cân đổ về. Chị nào lấy set này comment liền cho em mã của nó, mã set. Mã set giá của nó 120 mấy chị ha. Mã set 120. Chị nào lấy set comment set cho em. Set Hồng Kông nha mấy chị. Hồng Kông không mấy chị ơi. Hồng Kông nên nó hơi cao giá hơn Quảng Châu một xíu nha. Hàng Hồng Kông hơi cao giá, okay. Quảng Châu một xíu mà chất đẹp cực kỳ. Chất đẹp giả ma luôn á. Rồi comment mã liền cho em nha. Mã set. Mã là set giúp em. Bao nhiêu tiền? Mã set 120. Mã set 120 luôn này. Mã set 120 em mấy chị ơi. Mã set cho VV nè. Chị cho VV một set nè. Chị nào lấy set comment set cho em nè. Diệp Loan 120 nè. Rồi mẫu này. Set này nha mấy chị, cực kỳ đẹp luôn. Tay có theo như vậy cực xưng hết. Mã set là set quần đúng không? Dạ set quần, mã set quần size M. Set quần size M. Ok nè, mã set. Set còn một set cho chế Phương Mạnh này. Chế Phương Mạnh 33369 này, 120k này. Hết set, còn set còn không em? Hết. Hết rồi. Ok, em hết set rồi nhá. Chốt cho chế Phương Mạnh cái em hết set rồi này. Set này set quần nha mấy chị, quần dài nha. Set quần tay dài không chị ha, size quần là size L không chị. Tầm 1m6 khoảng 50 52 cân đổ về. Set này 1m6 52 cân đổ về mấy chị nha. Một set này là 1m6 52 cân đổ về giá 130 set này nhá. Chế nào đến set này comment liền cho em mã của nó là mã số 90. Chốt mã 90 cho em này. Mã 90 130. Mã 90 130 thấy bèo tây nhá. Thấy bèo tây em nhá. 1m6 52 cân đổ về. Đẹp thế. 1m6 52 cân đổ về ha. Chế nào đấy chốt liền cho em mã của nó mà gì ha. Đấy là mã set mà. Mà đã mã set hả? Ừ. Mã 90. Mã 90. À, mà 90 130 đúng không? Set đúng không? 90 đúng rồi. Cực kỳ xinh ha. Mà 90 130 nha. Mà 90 130 áo đỏ quần đen nha mấy chế nha. Mà 90 này. 90 cho chế Diệp Loan. Ủa sao giờ chế HT Hải Ngân mới comment lên 80 ta. 80 em hết rồi chế Hải Ngân ơi. Hải Ngân rất bị chậm like. Ừ. Mạng bị lỗi rồi. Em 76. Thì hôm nay mạng hơi lag. Mạng của mấy chế bị lùi luôn rồi thì mình đâu em ơi. Eo 75 đổ về mấy chị ơi. Chắc là màng toàn thể bị yếu rồi. Eo 75 đổ về. Eo 75 đổ về 1m6 khoảng 54 cân mấy chị ha. Chị nào ông mẫu này comment liền cho em mã của nó là mã số 13. Chốt mã 13 cho em giá là 125k. Mã 13 125k. Chế nó lấy 13 chốt mã 13 cho em nè. Quá đẹp luôn mấy chị, xuất sắc ha. Mã 13 125k. Comment mã 13 giúp em nè. Mã 13 ha. 13. Comment 13 lên giúp em nha chị, 13 đẹp quá. Mã 13 125k này mấy chị ơi. 13 quá đẹp luôn. Chị nào lấy 13 comment 13 lên giúp em nha. 13 có 2 set. Ồ. 13 có 2 size. 13 cho VV nè. Mà 2 size em có 13 comment 13 lên giúp em nha. Mã 13. Mấy chị ơi, share like mạnh tay. Mấy chị ơi, share like mạnh tay giúp em ha. Mấy chị hôm nay lên hơi bị nhiều đồ luôn á. Hôm nay lên rất là nhiều đồ ha. À bằng nhau á mấy chị. Hai size bằng nhau. Eo 75 độ về. Eo 75 độ về nhá. Comment mã 13 giúp em 125k. Cực đẹp. Đầm quá diễn hương luôn nha mấy chị. Mã 13 hương. Cho An Gia này. Cái nào vừa hơn. 13 cho An Gia bằng nhau bằng nhau. Mã 13 cho An Gia này. 13, comment 13 lên nha mấy chị, 13 nha. 125k, mã 13. Quá dễ thương luôn mấy chị ơi, siêu phẩm ha. 100 rồi. Bao nhiêu? 125k, mã 13. Chị An Gia có mã 13 này. 13 cho Trang Thùy nữa này. 13 cho Trang Thùy, Trang Thùy mới hả? Thấy cũ hay sao, thấy chung lên thì anh có đốt rồi.
chung với Lê Tuyền kìa. À, chung với Lê Tuyền. Rồi, chị nào ứng cái đầm em đang cầm 130k, comment liền cho em mã của nó là mã số 69. Cho mã 69 giúp em nha. Size M, 1m6 50 cân. Chị Trang thì có gì cho em lại số điện thoại nha. Size M, 1m6 chung với chế Lê Tuyền này. Mã 29 đúng không? Không thì đi thăm rồi, sao thì. Rồi, đầm đen Diệp Loan comment đúng mã giúp em Diệp Loan ơi. Comment đúng mã giúp em nha. Em đọc đầm đen nhé. Không phải đen. Mà 69. 69 đúng rồi. Ok, 69 cho chị Diệp Loan này. 69 cho Diệp Loan. 69 cho Vivi. Hết. 69 cho Diệp Loan với Vivi là bao hết. Nhiêu? Bao nhiêu em ơi? Dạ. Bao nhiêu? Dạ. Dạ 130. Rồi xét yếm nha mấy chị, xét yếm nha. Xe M luôn. Hồi nãy xe lớn, bây giờ xe nhỏ này. Mà sao 9 bữa em mua 130k lại nó 150k. 13, 45kg vừa không? 13, 45kg vừa anh em nhá. 45kg em bao vừa cho em luôn nhá. Mấy chị thấy không, khách em nói cả hôm bữa mua tới 150k luôn đó. Nhà em là bán rẻ nhất, bán rẻ hơn người ta tới 20.000 luôn á. Có màu nhà em bán rẻ hơn người ta tới 100.000 luôn. Thả mấy chị biết nhà em bán rất là rẻ luôn nha mấy chị. Bán mà bằng giá người ta lấy xỉ luôn á, nhiều khi còn rẻ hơn nữa. Hả? Rồi, set đi ha mấy chị, size M, set yếm size M 130k. Chị nào lấy yếm comment mã yếm giúp em nha. Mã yếm size M 130k. Comment mã yếm giúp em nha. Ok, chị Trang Thùy nha. Mã yếm này, mã yếm 130k. Comment mã yếm giúp em. Yếm có dây luôn nha mấy chị, yếm có dây cột eo luôn ha. Yếm có dây cột eo luôn. Rồi chị nó lại yếm chút yếm cho em nè. 130k mà yếm. Mà yếm 130k này. Nha. Mà yếm nha. Mà yếm cho chế VV luôn này. Ủa VV cũng lấy xỉ hay sao vậy em? Vâng. Cọc cho em chưa? Cái cục mà cứ hỏi xong là chán ghê á. Người ta cọc từ lâu lắm rồi. Yếm cho Diệp Loan nữa nè. Rồi yếm cho Diệp Loan. Yếm cho VV luôn nha. 130k đúng không? Rồi mẫu này ha. 130 đúng không em? Dạ dạ dạ. Rồi size M. Set size M hả mấy chị? 125k. Chị nó lấy set, comment mã set cho em. Set size M mấy chị. Chân váy có quần nha. Đây là một em chân váy có quần size M mấy chị ha. Còn đây là em một em áo kiểu ha, phối với chung với set. Em áo kiểu xinh đẹp cực kỳ, chất đẹp lắm nha mấy chị. Chất cực đẹp ha. Mã set nè. 125k. Mã set. Comment mã set cho em. Mã set size M nha, 125k này, mã set này. Comment mã set chân váy có quần nha mấy chị nhá, phải không? Đúng không? Rồi, chân váy có quần. Mã set 125k nha mấy chị ơi. Đâu được tính với cái bị nhỏ đấy. Chân váy có quần nha. Đi cái bị đấy. Anh lục đầy, bên này đầy bọc, anh xả đây đầy bọc nha. Set chỉ Lina, chỉ Lina Hugo cũng vừa rồi. Chỉ Lina Hugo và mặc size L chứ một size M vừa đâu. Xét cho Diệp Loan nha. Xét xe mời cho Diệp Loan. Rồi cái đầm này ha mấy chị. Cái đầm này giá 101 nha mấy chị nhé. Chị nào lấy đầm này comment mà đỏ giúp em nè. Mà đỏ 101. Mà đỏ 101 nha. Em thấy chị Lina Hugo nha. Rồi mà đỏ 101 giúp em. Tầm size M mấy chị ha. Mét 6 50 cân. Size M mét 6 50 cân. Chị nào lấy comment mà đỏ giúp em 101. Mà đỏ 101 nha. Có món nào 69 không? Có nha. Dạ, 69. Có đấy. 69 mặc cái đầm này giúp em ha. Sao không xem được nữa rồi. Chị hát tay Hải Ngân vì sao rồi. Chị ơi chị thoát hẳn ra rồi. Chị thoát hẳn ra chờ một xíu rồi vô lại đi chị ơi. Chị thoát hẳn Facebook ra luôn nhé. Rồi chị đang xài điện thoại thì mình thoát hẳn Facebook ra rồi mình vô lại nhé. Là xem lại bình thường nhá. Rồi chị nào lấy mẫu này. Mẫu này mét 6, 64 thủ vừa mấy chị ha. 60 cân nhưng mà phải mét 6 nha. Cầm lên mã nâu giúp em. Mã nâu. Mã nâu giúp em nha. Mà nâu nha mấy chị, mà nâu nha, mà nâu 120. Comment mà nâu giúp em nè, mà nâu 120. Chị lấy nâu chút nâu giúp em. Mà nâu ha. Mà nâu 120 giúp em nha, comment mà nâu. Mấy chị ơi, xe lam nhiệt tình giúp em đi mấy chị. Tiêu tụt quá tụt rồi. Tiêu tụt quá đi. Mà nâu nè. Ủa xe nó đỏ này rộng lắm mà em. Con này dạ. Em đọc có 50kg là màu vừa vậy. Cái bực mà xe mờ nè. Không, nó không có dạng, nó 50kg thôi. Bự nhưng mà không có dạng. 40kg 1m54 vừa đỏ không em?
Vừa nhé chị ơi. Vừa y luôn. 40kg 154 mà. Nhỏ hơn em đấy. À. Rồi mẫu này. Nãy giờ sao không thấy gì? Chị đâu mẫu này chú liền cho em nha. Chị HT Hải Ngâm thì màn hình đen rồi. Chị chế phải thoát ra ngoài chút xíu rồi vô lại đi chế ơi, thoát ra ngoài một chút xíu còn vô lại nó bình thường nhé. Em gửi hàng chị chưa? Chị Vũ Thị Hạnh em gửi rồi nhé. Hôm nay nhân viên em có gọi chốt hàng là hàng em đi hết rồi nha chị ơi. 101 với chị ha, có hai màu. Màu này 101 hai màu, cái vải này cực đẹp ha mấy chị. Vải cực đẹp luôn. 101 có hai màu nhé. Em chọn cái đó đấy, em màu đó đẹp lắm. Trời, màu này mang cái gì ba ta cực đẹp luôn mấy chị. Chị nói ơn màu này chốt liền cho em mà. Của nó là mã số 1 đi, một đen và một nâu giúp em. Mà một có hai màu là một đen và một nâu ha. Chị nói lấy một comment mà một đen một nâu giúp em. Đang phạm hú hú. Chị Thư ơi, cái núi gì em đấy. Một đen và một nâu này. Một đen một nâu nhá. Cái này là phi size cho mới chế luôn này. Cái nâu bự hơn thì sao em? 60 cân. 60 cân, 65 cân ok luôn. Cái bự nâu bự hơn thì phải bằng nhau. Một đen một nâu giúp em. Một đen tôi chế anh kim to này. Một nâu còn một nâu. Chưa đây xem. Thấy chưa? Em mặc. Hơi to. Hơi to hả? Cái này em mặc hơi to, cái này 60 cân đổ về, 60. 60 cân đổ về mấy chị ha. 50 đến 60 cân đổ về bằng đẹp hết. 50 đến 60 cân đổ về á. Một đen cho trẻ anh kim to rồi nha. Còn một nâu. Cái này chính là to to con mặc sẽ đẹp hơn á. Em bé bé mặc nó đẹp rồi nha. To to đẹp mặc đẹp hơn nó rồi nha. Cái này nó cần cái này à, nó được. Này đâu thích quá. À, quên hết tên mấy kim ăn chơi nghe nè. Hàng những đợt hàng đợt vừa rồi bên bưu điện họ gặp sự cố thì hàng sẽ đi chậm hơn mọi lần khoảng 2 đến 3 ngày đó Kim An ơi, gặp sự cố trên bưu cục của họ nhé. Họ có mới gửi thông báo cho anh nhé, nên mới chế thông cảm chờ hàng lâu một hơn chút xíu nhé. Mẫu này 1m654 cân đổ về mấy chị ha. 1m654 cân đổ về. Chị nói mẫu này chốt cho em mà của nó mã số 7. Một đen một nâu. 130 đúng không? Dạ không. Nó 120, 121 gì á. 116. Rồi, chị đã ôm mẫu này chút liền cho em mã số. Mã số số mấy quên rồi, mã số 5 không ta. Rồi, chút liền cho em mấy chị ôm mấy 6 năm cân. Hình như mã 5 phải không mấy chị? Mã 5, chút mã 5 giúp em ha. Em còn một nâu này, có chế nào lấy một nâu không? Một nâu đẹp lắm nha. Rồi, chị nào lấy mã 5, chút mã 5 giúp em nè. Mã 5 ha. Có phải nó cái gì vậy nhung quá nhỉ? Nó giống phải nhung ảnh, rất là đẹp luôn. Nhung đinh đá luôn. Mã số 5 đúng không? À 5 đúng không? Mã số 5 đấy, 5 cho VV nè. Rồi mẫu này. Một set đi ha mấy chị. Set thì tầm 1m6-52 cân đổ về mấy chị nhé. 1m6-52 cân đổ về. Đây, rất là dễ thương luôn. Đẹp cực kỳ. Váy đang mặc. Váy đang mặc là 130 chị nhé. Váy đang mặc là 130. Rồi, set này chị nào lấy chốt liền cho em mà của nó là mã số 10. Vừa rồi bảo 7 mà. Vậy hả? Không, cái này. Mã số 10 giúp em. Mã số 10 cho em này mấy chị ơi. Mã số 10. 102 cân đổ về 130. Set mã 10 ha. Mã số 10 nha, eo 72 đổ lại nha mấy chị ơi. Chị nào 10 chút mã 10 giúp em ha. Rồi hết rồi đó. Tiền. Dạ. Mã 10 giá 3. Anh không nhớ nữa em ơi. Xem cái mã 10 là 130 nha mấy chị. Xoay một vòng cho chị. Mã số 10 130 cho chế Diệp Loan này. Đây là mẫu đang mặc nha mấy chị. Đây là lông vụn nha. Không phải lông vụn mà đây là lông á. Đầm lông á. Chỉ là lông. Rất là dễ thương luôn. Mặc nhìn ốm lắm nha. Ốm và da trắng lắm. Mã 10. Rồi mẫu này. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này 99k. Chị nó lấy mẫu này chốt mã 99 giúp em ha mấy chị. 99k, chốt mã 99 giúp em. Phải đeo lo rồi. Mã 99 nha mấy chị ơi. Chị ơi, mấy chị ơi, mã này mã 99 nha. Chị nó lấy mã 99 chốt mã 99 giúp em này. Mã 99 nhé. Mã 99 nè. 99 cho Nhật Minh này. 99k cho Nhật Minh. 99k cho Nhật Minh. 99k cho Nhật Minh ha. Các chị ơi, giờ các chị nào ghim giúp em dòng ghim không?
Hết rồi em. 95k nha. Em có lô mới nha. Mấy chị ghim giúp em dòng ghim 95k nha mấy chị. À đầm 95k, đầm set 95k. Chị nào ghim giúp em dòng ghim là đầm set 95k nha. Em có lô mới mấy chị ha, có lô 95k nha. Em còn nữa không em? Dạ. Em còn mà. Hết rồi. Có còn cọc nào? Hình như hết rồi sao á? Xin lỗi mà. Lô đó lô 95. Đủ đủ chưa? Còn cái gì còn bên này? Cái này lô khác. Nó còn mà. Cái này thôi nè. Còn cái này thôi nè. Cái này chỉ 9k luôn nè. Còn này chỉ 9k luôn. Đầm set 95k. 1m60 em 1m65 nặng 57kg eo 73 mặc được váy chỉ bằng không? Nha. Vừa. Vừa nha Huyền cún nha. Eo 73 bao vừa luôn. Ủa bà Hoàng Hảo mới chắc lên đây. Đây ghim bình luận của Hoàng Hảo lên. Cảm ơn Hoàng Hảo, cảm ơn Bích Thuận nha. Cảm ơn Hoàng Hảo và cảm ơn Bích Thuận đã mấy chị share livestream nhiệt tình cho em. Bây giờ em lên lô 95 nha. Lên lô Quảng Châu 95k. Lên lô Quảng Châu 95k nha mấy chị ơi. Mấy chị share livestream giúp em đi. Em chuẩn bị tặng quà nè. Tặng quà một cái rồi lên lô 95k luôn nha. Mấy chị share live giúp em tặng một em áo rất là dễ thương ha. Em áo cực kỳ cưng luôn. Rẻ tiền hơn em sẽ đọc nha mấy chị. Cái nào mắc tiền hơn em sẽ báo nha. Còn không, còn cái nào em không báo tức là 95k hết. Chết rồi rớt chiếc bông rồi nha. Ôi mô đen đi, có bên bông rồi mấy chị ơi. Rớt, ngồi lay hoay lột đồ rớt có chiếc bông rồi. Rồi, kệ nó để vào cho mô đen hả. Da này mô đen nha. Rồi, à, tặng nha mấy chị. Tặng quà cái ha. Mấy chị comment cho em mã là tặng kèm sinh thoại giúp em nha. Comment mã tặng. Bây giờ em mặc 1m65 ngắn. 1m65 miệng ngắn nha chị ơi. Tầm 1m6 độ về thôi. Rồi, chị nào ơn cái áo này comment mã tặng kèm sinh thoại giúp em nha mấy chị. Số điện thoại đầy đủ nha. Số điện thoại đầy đủ. Chị oan oan tấm. Số điện thoại đầy đủ giúp em. Mã tặng kèm sinh thoại đầy đủ hả em? Dạ đúng rồi, mã tặng kèm sinh thoại đầy đủ giúp em. Trời nó cứng nhắc em ơi. Tặng kèm xin thời đầy đủ giúp em ha. Em lên đồ nhanh đi nha. Nhiệm vụ của anh nè, cũng không quên. Con ơi hả? Nhiệm vụ á. Con ơi hả? Cũng không quên. Tập trung vào. Rồi tặng cho người comment thứ 10 nha mấy chị. Em tặng cho người comment thứ 10 nha. Rồi em bắt đầu đọc không mấy chị ơi, bắt đầu đọc nha. Có chế nào là người may mắn comment lên thứ 10 đây. Chị Kim Anh 1 nè. Chị Phương Trần 2. Hải Trần 3. Anh Kim Tao 4. VV 5. Thanh Hòa 6. Phương Trần 7. Thủy Thủy 8. Huyền Cuốn 9. Và chị Hương Trần 10. Hương Trần 482 ha. Chị Hương Trần đuôi là 482 là người comment lên thứ 10 tặng cho chị Hương Trần nha. Ghi giúp em ạ. Hương Trần 482 tặng nha. Tại sao anh á? Ừ đúng rồi. Rồi tập trung nha. Rồi em bắt đầu lên đồ nhanh nha chị ơi. Tại vì thời gian nó có hẹn á. Nó hết thời gian mất tiêu rồi nên em sẽ lên nhanh ha. Rồi chị nào cái màu em đang cầm comment Manu giúp em nha mấy chị. Manu giúp em nha. Manu. Manu yêu của nó khoảng 72, 1m6 khoảng 50 cân đủ về hả mấy chị ha. Chốt Manu giúp em nè. Vì sao người ta. Rồi rồi. Comment Manu giúp em mấy chị ơi. Manu có mút ngực luôn ha. Dễ thương. Mút đập ghê á. Rồi Manu giúp em nha. Đập cái hết nè luôn nha. Nhiều. Rồi comment mà nu giúp em mấy 650 cân đổ về có mức ngực. Body nha mấy chị, body có ngực. Comment nu giúp em nè, mà nu 95k, mà nu giúp em. Rồi mà nu giúp em luôn. Tiếp nha mấy chị. Rồi mẫu này, mẫu này. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này là dạng dung ha, dung có quần nha mấy chị. Dung có quần trong luôn, cực kỳ đẹp ha. Có mức ngực luôn, rất là xinh. Rồi chị đã ôm cái dung này, comment liền cho em nè. Rồi màu này có quần trong luôn nè. Comment liền giúp em mã của nó, mã số 2 nha chị. Mã số 2. Mã số 2 giúp em luôn. Mã số 2 kèm điện thoại 1m652 cân đổ về. Mã số 2. Nu nu cho chế VV nè. Nu cho chế Thủy Thủy là hết nu nha. Nu cho chế Giang không, còn cái nu là cho chế Giang Phạm hả? Hết rồi. Rồi comment liền cho em mã số 2. Mã số 2 kèm điện thoại giúp em nè. Mã số 2 giúp em. Số 2 kèm điện thoại ha. 95k hết đúng không ạ? Dạ dạ 95k.
Mà số 2 đẹp lên nhanh thôi mấy chị. Mà số 2. Số 2 giúp em luôn. Rồi tiếp thôi mấy chị. Rồi một em đồng mà tiểu thương cực kỳ dễ thương luôn. Yêu của nó có bao thun 40 cân đủ lên mấy chị ha. 40 cân đủ lên và 49 cân đủ về, 40 cân đủ lên và 50 cân đủ về đi mét 6 50 cân. Comment cho em luôn là nhà làm mã của nó mã số 5 nha, đập tiểu thương mã số 5. Dạ. Đây mà đầm tiểu thương mã số 5 giúp em nhé. Rồi comment mã cho em mã số 5. Số 5 luôn nha mấy chị ơi. Mét 6 khoảng 52 50 cân đủ về, 40 cân đủ lên. Comment cho em mã số á. Số mấy nha? Số 5. Số 5, số 5. Chốt số 5 giúp em nha mấy chị. Số 5 95k luôn nha mấy chị ơi. Số 5 95k. Số 5 95k. Hàng hàng đông nha mấy chị, hàng siêu đông ha. Comment số 5 liền giúp em này. Số 5 cho chị. Số 5 cho chị Ánh Tuyết này. Rồi số 5 Danh Tuyết này. Số 5 Danh Tuyết. Số 5 Danh Tuyết ha. Hồi này số 2 chốt cho ai vậy? Số 2 đúng không? Quay cái dùm đó là số 2 đúng không? Rồi số 2, số 2 có chỉ là chốt không? Mới chỉ là số 2 ha. Cái đó là trong cái set á. Cái nào vậy? Cái set 125 á. Cái set 130 chứ. 125, 130 gì đó. Áo trắng, chân váy, màu xanh xanh đó. Rồi, cái đầm bi này ha mấy chị. Chị nào lấy bi này, chốt mà bi giúp em này. Mà bi ha mấy chị ha. Mà bi, mà bi này là 1m6, khoảng 54 cân đột về. Được. Em của nó phong suông không mấy chị nhá. Phong suông, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bi phong suông không mấy chị. Một cái đầm nha mấy chị, rất là dễ thương ha. Bi phong suông giúp em. Trời ơi, cưng quá. Vàng của nó tầng từ trên xuống dưới luôn nha mấy chị nhá. Mặt rất là dễ thương, mặt cưng cực kỳ ha. Rồi chị đã ưng cái này. Cái này mình thắt eo được luôn mấy chị. Mình dùng lịch thắt eo được luôn nha. Rất là dễ thương luôn, đối với chị nào cũng thấy mặt phong suông. Ok anh Tuyết nhá. Comment cho em mạng của nó mà bi giúp em. Mà bi ha mấy chị, mà bi, chốt mà bi giúp em này. Rồi bi bi, số 2 cho chị chị, ủa số 2 mấy chị comment 2 nhiều vậy? 2 là cái gì vậy? 2 là cái đầm dung á. Không, lộ lông, chờ em nói cái đó đấy. Ủa mấy chị, chờ mấy chị nhầm cái này số 2 hả? Cái này mà bi, cái mà bi nhá. Số 2 là cái này nè, dùng cái số 2 lại giúp em. Số 2 là cái này nè mấy chị. Số 2 đi nha. Còn cái bi, cái mối, cái đầm tầng tầng hồi nãy em mới dùng xuống là mà bi ha. Còn cái bi. Số 2 đi nha. Bi cho chế Liên Bích đuôi 1735 này. Chế Liên Bích nhớ cho em địa chỉ nha. Đây phải không mấy chị? Phải ok giùm em. Chế nào lấy cái này mà 2 comment 2 ok. Chị nào lấy cái này comment mà 2 ok giúp em ha. 2 ok đây là cái dung nha mấy chị. Đây là một cái dung. Dung nhập dung đầm thiết kế á. Rồi comment 2 ok giúp em. Nếu mà lấy 2 comment mà 2 ok ha. Comment mà 2 ok giúp em. 2 đem chữ ok nữa nha mấy chị. Comment 2 đem chữ ok nữa ha. 2 ok cho Vivi nè. 2 ok cho Vivi. 2 ok còn một em nữa cho chế nào đây. Chế nào comment nhanh lên giúp em 2 ok đó nha. 2 ok em còn một chiếc ha. Rồi màu này nữa nha mấy chị. Cực kỳ xinh luôn nhà tiểu thư. Tiểu thư rất là cưng luôn. Em này tầm 70 nha. Đo đi. Đo 74 á. Đo chắc ăn em ơi. Đo chắc ăn nha. Em đo 74 á. Rồi. Eo 74 mấy chị ơi. Eo 74 nha. Comment cho em mã của nó mã số 9. Mã số 9 eo 74 giá 95k luôn mấy chị. Vừa sale vừa tặng mấy chị ơi. Cực kỳ rẻ luôn ha. Thiết kế nha. À, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Rồi, chị nâng ngộ này chốt liền cho em mà của nó là mẹ mẹ gì đó nha. Mới làm xong, quên được rồi. Áo đen em mặc còn không? Còn nha chị ơi, ở đầm đen em mặc chứ không phải áo chị. Đây là một cái đầm nha chị. Đầm này đầm phong xuông mà em thắt nịch vô ha. Thắt nịch vô nó thành phong, thành bo vào trong bụng này. Đó, thành phong ôm ha. Chứ nó là đầm phong xuông. Mé 6 khoảng 55 cân đổ về ha. Rồi, chốt liền cho em cái đỏ này nè mấy chị. Cái đầm đỏ này chị nó lấy chút mà đỏ giúp em đi. Quên mất mã rồi, comment mà đỏ giúp em ha. Mà đỏ. Giang ngồi vẫn nhớ mã cho em thôi. Rồi mà đỏ giúp em nè mấy chị ơi. Đỏ đỏ, comment đỏ giúp em đi. Mà đỏ, đỏ giúp em. Đỏ cho chế Minh Nguyên này. Chế Minh Nguyên cho em xin thêm địa chỉ nha. Chế Minh Nguyên cho em xin thêm địa chỉ này. Đỏ cho Minh Nguyên nha. Rồi mẫu này là một cái đầm công chúa nha mấy chị. Một cái đầm này đầm công chúa dễ thương cực kỳ luôn á. Mẫu này chị nào mà đi chụp ngoài cảnh á, mình mặc cũng rất là dễ thương á. Đi chơi, đi chụp ngoài cảnh được cưng hết. Đây, eo của nó là bo thun như thế này nha mấy chị nha. 1m6 khoảng 50, 1m6 thì khoảng 52 cân đổ về. 1m55 là 46 cân nha. Comment cho em mà của nó mặc số 10 đi. Chốt số 10 giúp em ha, cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Đẹp vai như vậy rất là cưng á. Rồi mặc 10 giúp em đi mấy chị ơi, chốt mặc 10 nha. Mà 10 nè, cực kỳ đẹp, dày mà đẹp lắm, nặng chịch luôn. Chuyện Ngọc Trân nói là em bỏ riêng thì đứng lên cho chế coi cái form đầm đang mặc. Rồi, mà 10 giúp em ha, comment mà 10 giúp em nè. Mà 10 giúp em nha mấy chị nhé. Rồi, đầm đấy ha chị, bộ bí băng kia vô tư ha. Có
có đính hộp ở trên đây rồi nhóm chị. Chị cái nơi này rất là dễ thương nha. Rồi, chị nào lấy mã 10 cho con Nguyễn Tiên đi. Chế Hiền Đinh. Chế Hiền Đinh. Đúng, đúng nữa sao trời. Minh Hiền, thì chị ghi em inbox nha. Inbox liền cho em đi Minh Hiền ơi. Chị nào lấy inbox liền giúp em ha. Chị Hiền Đinh là chị Hiền Đinh hai chốt hàng em đúng không? Đúng inbox luôn rồi, nhiều Facebook quá. Chốt hàng đi em. Rồi mẫu này với chị. Ok, lấy luôn, ok này. Đầm em đang mặc là lấy 100 bao nhiêu? 125 đúng không? 130, đầm đang mặc 130k. Đầm đang mặc 130 cho chế Nguyễn Ngọc Thương nha. Đầm đang mặc 130 cho chế Nguyễn Ngọc Thương nha. Rồi màu này, màu em đang cầm mấy chị ơi. Màu em đang cầm, chị nào lấy chốt liền cho em 90k, chốt mã 90 giúp em. 90k chốt mã 90 giúp em ha. Màu mét 6 55 cân đổ về bộ bí bông che được luôn nha mấy chị. Chị nào mà bầu bì á, mình bon cho em vô tư với chị ha. Rồi comment cho em mà của nó là mà. Ôi cái đầu óc em nó bị cái gì nó cũng không hiểu nữa. Mấy chị ơi, comment cho màu được mấy chị. 90. À mà 90 hả? Cảm ơn mấy chị nha. Rồi web đây, đầu óc em hôm nay like mà suy nghĩ cái gì cũng không hiểu nữa. Suy nghĩ cái gì á. 90 cho chế Lina Hugo này. Rồi 90 cho Lina Hugo. Rồi chị nào lấy 90 đen comment mã đen cho em luôn. Chế Huỳnh Linh comment sau luôn. Rồi này. Chế Huỳnh Linh comment sau nhé. 90 cho chế Lina Hugo này. Rồi giống 90 nhưng mà nó màu đen nha mấy chị. Rồi. Dạ 90k. Rồi comment mã đen giúp em 90k luôn. Rồi mã đen 90k giúp em luôn nha mấy chị nha. Mã đen. Mã đen 90k này. Chị nhá Huỳnh Linh em anh nhớ giá thôi. Ngồi nhớ giá cho em thôi. Rồi mã đen nhớ mã và nhớ giá. Rồi mã đen cho em. Em. Đây ngồi. Rồi mà đen giúp em ha. Ok chị Hiền Đinh nha. Rồi chị nào lấy cái chung này. Mã đen 90k này. Mã đen 90k cho Thu Thủy. Thu Thủy mà như chưa có số điện thoại hay sao? Xem đây là một cái đầm dung nha mấy chị. Một cái đầm mà có quần á mấy chị. Có hai dây như thế này và có mũ ngực luôn nha. Chế Thu mấy Thủy chị... Thu Thủy khách mới cho em số điện thoại thì chị em mới chốt được nha. Chế ơi còn không có em chưa chốt được đâu nha. Mấy chị mặc cái này là mấy chị không có cần phải mặc quần đâu mấy chị ha. Không cần phải mặc. Ok không phải cần mặc quần có quần có quần không cần phải mặc áo ngực tại vì nó có bút ngực á. Rồi comment cho em mã này là mã số 6 đi. Chốt mã 6 cho em nha. Okay. Chốt mã 6 kèm điện thoại cho em nè. Mã 6 kèm điện thoại nhắm chiêu ơi. Chốt 6 kèm điện thoại liền giúp em nha. Để em xuống mã 6 nha. Mã 6 kèm điện thoại giúp em nè. Comment nhanh tay với chị ơi. Hôm nay mình chơi thâu đêm nha. Hôm nay chơi thâu đêm luôn. Không tiếng đi, tiếng đi báo rồi em ơi. 6 cho chị. Ai bảo? Ai bảo? Em có đi báo. Anh đi em bỏ ở nhà. Rồi mẫu này nha. Rồi bà không có tí tần thể thao lấy kèm gì. Rồi. Anh xong bệnh lên bệnh xuống. Ai bệnh? Em. Má số 6 còn không? Số 6 cho bà Loan. Số 6 cho Lê Thị Tuyết Loan này. Rồi cái set đi ha mấy chị. Set này nha. Chị nào lấy cái set này comment cho em mà. Của nó mà set đi. Mà set này giá của nó 125 nha mấy chị. Set này 125 nhé. Để giá như vậy. Chi như củ, cu như ý. Rồi. Chị nào lấy set này 125. Comment liền cho em mà set. Mà set này 1m6 khoảng 52 cân. 53 cân đổ về mấy chị. Chị nào mà to 54 của con chen được luôn ha. Tại vì lưng của nó là lưng bo thun. Lưng bo thun mấy chị ha. Đây. Có nịch để mình thắt luôn. Quần dài nhắm chị quần dài. Rồi chị nào lấy mẫu này chốt liền cho em mà set. Mà set 125k. 125 nha Nhiêu. Xếp 125. Ok chị Hiền Dinh nhé. Chị Hiền Dinh đánh trực sớm cho em thì để em gửi hàng cho mình nhé. Mã xếp 125 cho chế Diệp Loan này. Loan mặc vừa nha Loan. Cái eo nó bé nha Loan. Rồi mẫu này nhá. Rồi lên tiếp nè mấy chị ơi. Dung nó, đúng rồi, dung nó nha Loan nha. Dung đó eo nhỏ nha, eo đó Loan mặc đẹp nha. Rồi cái xếp xanh nha mấy chị. Này là băng đô nè. Cái này băng đô mấy chị ha. Băng đô nha. Băng đô mấy chị ha, rất là dễ thương ha. Băng đô hay là cô eo nữa. Băng đô. Rồi, chị đã lấy xếp này comment cho em mà bi đi 195k. Comment mà bi giúp em. Mà bi này, eo em này là tầm
V6 khoảng 50 con đổ về ở size M nhóm chị nha, yêu 72 á. V6 50 con đổ về yêu 72. Comment liền cho em mà B giúp em ha mấy chị. Comment mà B ha, B giúp em. Rồi B giúp em luôn. Má B 95k nè. Còn chị Ngọc Hoàng Quỳnh ơi, em vẫn bán kem mà. Em vẫn không phối kem mà chị. Chị Ngọc Hoàng Quỳnh là lấy lại kem gì? Kem trắng nha phay hay là trắng chống body? Lấy phay hay body? Lấy phay hay body thì comment giúp em nha. Rồi em lên tiếp với chị, còn nhiều đồ đẹp lắm. Chị nào lấy set bi 95k comment cho em nha. Set bi nha. Em là liếm một cái hết à. Bi cho chế Hòa Nguyễn này. Cho chế Hòa Nguyễn 079 này. Rồi cầm lên như thế này nó không kêu này, còn xuống là nó kêu. Kiếm đằng sau gáy ấy, dắt đằng sau gáy ra. Đó. Theo cái nịt vào, cái nịt đây. Chị đợi em xíu chị nha, để em xử lý cái lo, cái mít này. Nó còn ri, còn rè nè. Rồi, chị nào có cái mẫu này chốt liền tay giúp em nha. Có chiều quá nhỉ. Em nói hết nổi rồi. Cái đầm rất là dễ thương á mấy chị. Chị nào ở cái đầm màu này nè, rất là cưng luôn. Đó, em này cho 70 đồ về thôi. Chị nào ở cái hồng này cho 70 đồ về. Comment liền cho em mã hồng nha mấy chị. Chốt mã hồng giúp em đi. Mã hồng nha. Má hồng em 70 đổ về nha, chốt má hồng cho em nha. Má hồng nha mấy chị. Comment má hồng giúp em nè. Chị nào lấy hồng chốt má hồng nha mấy chị nha, chốt má hồng giúp em. Má hồng cho em nè mấy chị ơi. Chị Ngọc Hoàng Huỳnh à. Chị Ngọc Hoàng Huỳnh sáng mai ở em múc cho em đi. Thì xong em tư vấn cho nha. Má hồng 95k đúng không? Má hồng 95k. Hồng 95k cho chị Diệp Loan nè. Rồi em này ha, em này 90k, comment mã cho em mã vàng nha mấy chị, comment mã vàng giúp em. Lưng của nó là có bo thun nè, đó, bo thun 1m6 khoảng 50, bo thun 1m6 khoảng 54 cân đổ về mang ok luôn nha mấy chị. Comment mã vàng giúp em, 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Chị nào lấy vàng chốt mã vàng giúp em ha, mã vàng, comment mã vàng giúp em nè, mã vàng luôn. Comment mã vàng giúp em nha. Má vàng 95k nè mấy chị ơi, má vàng 95k nha. Tội bá khang cả tiếng ấy. Rồi. Em nói vừa tiếng, em nói lại cho không có. Nó vừa tiếng nha, giờ nó vừa tiếng nha, có mấy chị nghe không nha? Có. Rồi mấy chị ơi, mấy chị lấy giùm em cái này màu đen nha. Comment cho em mã đen, mã đen. Mã đen này có quần không mấy chị? 1m6 khoảng 52 con đổ về. Eo của em này khoảng tầm 72 nha mấy chị ha. Rồi, em này yêu to hơn cái màu nu hồi này một chút xíu nè. Này eo 72 nha mấy chị ơi, 1m6 khoảng 56 cân đổ. Luôn á, 72-74 ha. 72-74 nha. Có múc ngực luôn. Rồi, chị nữ màu này comment liền cho em mã đen. Có mã quần, đen. Có quần trong luôn nhé. Có quần trong nhé, eo 72-74 mã đen nè. 1m6 54 cân đổ về là vừa nè. Ô mắc kê này, mã đen cho Lê Thị Tuyết Loan này bao nhiêu tiền em? Bà Loan mà lấy đen luôn hả? Lâu hai cái giống nhau luôn hả? Lần đầu tiên bà thích vào giống cái này kia không? Giống. Nhưng cái màu nuôi nó màu đen, cái nuôi thì em bé hơn này xíu. Cái kia màu nuôi cái này màu đen nha, giống nhau ấy nha, Loan nha. Loan ok không? Rồi màu xinh đẹp mấy chị ơi, 95k. Comment liền giúp em. Loan ok để em chốt nha, thôi chốt cho chế sau nha. Yêu em này co dạng luôn nha các tình yêu ơi. Yêu co dạng luôn, cực kỳ đẹp luôn. Mặc mẫu này cực kỳ chất. Chị nào lấy mẫu này comment liền cho em mã của nó, mã 98. Chốt mã 98 cho em, 1m6 53 cân đổ về, 40 cân đổ lên và 53 cân đổ về nha. Yêu của nó bo, yêu của nó bo vô cho nên cỡ nào cũng vừa hết. Chị nào lấy mẫu này comment liền cho em nha mấy chị ơi, 98. Chốt 98 giúp em, hình như có quần luôn hay sao. Yêu to quá, ok. Để má đen em nhường cho chị Nguyễn Ngọc Thương nha. Rồi, đen cho chị Nguyễn Ngọc Thương này, 95k này. Đen cho chị Nguyễn Ngọc Thương. Comment cho em mã này là mã số 98. Đây, mà, 98 giúp em. Mã số 98 này, 98 nhá. 98 có quần trong đúng không? Có quần trong, có múc ngực.
98 có quần cho có mút ngực. 98 cho Thu Hiền đuôi 4310 này. 98 cho Thu Hiền ha. Cái gì em nói bình thường vậy chị nghe rõ hơn đấy. Rồi, chị nào ưng cái mẫu này comment liền giúp em nè. Trời ơi, đẹp quá. Có. Thu Hiền cho anh xin thêm địa chỉ luôn em nha. Có 98 cho VV nè. Có dây khóa sau lưng và có bo thun luôn nha mấy chị. Chị nào ưng mẫu này chốt liền cho em mà của nó là mã số 12. 12 giúp em. Có quần luôn nha mấy chị nha, có quần trong luôn nè, đó. 95k cầm lên mã 12 giúp em. Mà 12 là 1m6 khoảng 54 cân đủ về. Heo của nó có bo thun. Cầm lên mã 12 giúp em, mặc cực kỳ dễ thương luôn mấy chị. Nó là dạng có quần nha, 40 cân đổ lên và 54 cân đổ về. Cầm lên mã 12 giúp em. 12 liền tay nha mấy chị. 12 liền tay giúp em ha. Cầm lên mã 12. 12 cho VV nè. Thu Hiền 4. Ok, 4301. Ok, Thu Hiền này, Thu Hiền cho anh xin thêm địa chỉ luôn em nhé. Chị nào lấy 12 nữa, comment 12 giúp em, 12 mặc đẹp lắm nha mấy chị nha. Cái nào phát trên mẫu nha. Dạ. Rồi zoom không mấy chị? Một em zoom quần dài ống nhỏ nha. Một em zoom quần dài ống nhỏ luôn nha mấy chị nha, cực kỳ xinh luôn. Vài này là vàng vài lụa nha mấy chị. Lụa cực kỳ cưng ha. Eo của nó bo thun nha mấy chị nhé. 12, ok, còn 12, còn một cái 12 cho chế Hầu Lam đôi 503 này. Thu Hiền có địa chỉ rồi này, cảm ơn em nha. Bo thun như vậy luôn mấy chị, 1m6, 52 cân đổ về và 40 cân đổ lên. 40 cân đổ lên và 52 cân đổ về. Comment liền cho em mà dung nha mấy chị, mà dung có mút ngực luôn. Mà dung có mút ngực 90k, chị nào lấy dung chút dung cho em. Dung 90k này. Dung có mút ngực, quần dài, ống nhỏ 90k. Comment mà dung. Mà dung, chốt dung cho em 90k, chị 90 cho em anh. Chị mà 90 cho em. 90k giúp em. Rồi, cái set này đẹp. Đẹp vô cùng luôn. Đẹp vô cùng luôn mấy chị. Đây ha, đằng sau có dây khóa như vậy luôn nha mấy chị nha. Đằng sau có dây khóa luôn. Đây, rất là dễ thương. Cái set này đẹp cực kỳ. Đây này đó, cưng ơi là cưng luôn ha. Rồi, chị nào ưng cái set này comment liền cho em mà của nó là mã số 97. Comment mã 97 cho em. Đây, xinh đây là xinh. Mã 97 nha. Mã 97 quần dài nha mấy chị. Đây, quần này dạng quần lừng lừng chín tóc á. Rồi có dây thắt eo luôn nhiều ha. Comment 97 giúp em. Em 72 không? 97 tầm em 74 á, 72 á. Cả 72 thôi. 1m6, 50, 52 cân đổ về. Má 97 nè. Bao nhiêu tiền? Em 74. 1m6, 52 cân. Chuẩn má... luôn. Ok. 95k. Má 97, 95k nè. 97, 95k cho chị anh kim to nè. Hai xếp. 97, 95k cho chị Lệ Đỗ nè. Chị Lệ Đỗ đôi 8517 cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Chị Lệ Đỗ 8517 cho em xin thêm địa chỉ nha. 95k đúng không em? Dạ dạ dạ. Ôi nhiều thế, thích nó sẽ bậy thế. Mít cây tôm. Chế nào khách mới comment giống như chế Lệ Đỗ là em chốt hàng được liền nha. Chế Lệ Đỗ có mã 97 nha chế ơi. Chị đã lấy cái đầm này 90k. Comment cho em mã của nó là mã số 3. Mã số 3. Chị nào lấy số 3 comment số 3 giúp em nha. Số 3 là 1m6 khoảng 52 cân đổ về. Nhưng mà đẹp nhất là khoảng tầm 1m57, 56 đổ về thôi. Tại 1m6 sợ nó hơi mình ngắn trước nha. Mà kéo lại xem. À chế Diệp Loan lên sau á. Chế Diệp Loan lên bên em là chế Diệp Loan lên sau nhé. Chế Diệp không phải là không chế chốt cho chế đâu. Chế Diệp Loan lên sau một chút nhé. Sau tí xíu à. Hai chế lên gần đi cùng một lúc á. Rồi comment cho em liền, chỗ hoa này dễ thương, hoa này sang quá mấy chị. Wow, hoa này đẹp quá, hoa này sang quá. Tầm 1m6, 52 cân đổ về nha. Còn 1m55 á mấy chị ơi, 4m6 cân thôi ha, 46 cân thôi. Comment cho em mà của nó là mã số 7. Hồi nãy em có đọc mã khác, thì bây giờ em đọc mã khác mấy chị đừng có buồn nha. 97 đúng không? Ờ không phải hả? Vậy mà 7 đi. Thấy quỳnh trần em. Nha. Chị nào lấy cái đầm này comment mà 7 giúp em 90k nha. Mã số 7 90k này. Mã số 7 đầm hoa 90k nhé. Chị nào lấy comment số 7 cho em này. Mã số 7 đầm hoa 90k này. Số 7 cho chị Nguyễn Ngọc Thương này. Em hết số 7 này. 7 cho Nguyễn Ngọc Thương ha. 7 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc Thương. Mấy chị ơi, share like nhiệt tình lên cho em nha mấy chị ơi. View tục quá tục rồi. Comment nhiệt tình, share like mạnh tay nha mấy chị. Share like mạnh tay và comment nhiệt tình giúp em nha. Lolo Quỳnh Trần lô là gì? Alo alo hả Quỳnh Trần? Mà bày em hết rồi. Em lên set cho mấy chị ơi, set này đẹp lắm. Set này xinh lắm nha. Trời ơi set này dễ mặc lắm nha. Set này đằng sau nó có dây khóa và đồng thời thì nó có khóa nè. Có dây khóa nè. Mà nó còn co dạng nữa ha.
Em nói này 90k cho năm năm. Dạ dạ 90k. Rồi màu này em có màu luôn mấy chị. Đâu rồi. Đừng à, màu này có màu xám với màu trắng. Có đồ này coi nha, tối đa 74. Nhưng mấy chị ơi, tối đa thì mặt nó sẽ kéo lên hơi khó, cho nên mấy chị ơi, tầm 73, 72 độ về thôi ha. Eo tầm 73 độ 2, 72 độ về là ok rồi nhá. Rồi chị nào lấy set này comment liền cho em mà của nó là mã số 1 đi. Set mã 1 nha mấy chị. 1m6 50 cân đổ về, có màu trắng và màu xám. Trắng xám. Nhiều màu mà. Trắng xám thôi, trắng xám. Rồi cầm cái dây rút ra, cầm cái dây rút ra em thắt nút mà. Dây nhỏ. Mã 1 cho em, mã 1 cái màu nha. Trắng nè, xám nè. Đây xám đây. Xám là như size khác hay sao? Set trắng. Chị Liên Bích cho em xin thêm địa chỉ đi chị ơi. Nãy giờ xin địa chỉ chị khó quá này. Chị chốt được hai mã rồi, cho em thêm địa chỉ là em chốt được cho chị Liên nhá. Một size. Có một size một thôi mấy chị ơi. Màu trắng và màu xám. Chị nào lấy màu xám comment mà màu xám cho em này. Một trắng cho Diệp Loan nè. Một xám cho anh Kim To nè. Một xám cho anh Kim To. Rồi còn xám nhạc nữa, xám nhạc comment mà hai đi ha. Mà xám nhạc mà hai này. Xám nhạc mà hai nha mấy chị. Comment mà hai giúp em. Đây. Cái này bị lỗi. Mà hai comment mà hai giúp em. Ủa cái đó bị như nước nhỏ quá. Rồi mà hai. Hai là màu xám nhạt nha. Comment mà hai giúp em. Đẹp quá. Mét 6 50 cân đổ về á. Mét 6 50 cân đổ về. 1m 55 thì tầm 82 cho chị Nhật Minh à. 82 cho Nhật Minh. Nhật Minh 82. Chị Liên tạm chốt được hai mã rồi, cho em xin thêm địa chỉ đi nha chị ơi. Tôi tí quên em không chốt được đâu nha chị nhá. Thông thường khách bên em là phải có địa chỉ em mới chốt thêm được đó chị ơi. Zoom 90k, chị nào lấy zoom này comment mà đỏ giúp em. Đằng sau lưng là bo thun mấy chị, có dây khóa, có mút ngực luôn và quần dài ống nhỏ nha. Dạ 95. Rồi, 90k cái zoom này comment mà đỏ giúp em. Trời đẹp quá. Zoom quần dài ống nhỏ. À, em này eo đằng sau là bo thun luôn. Cho nên mét 6 khoảng 54 cân đổ về mang ok. Mét 6 54 cân đổ về mang ok luôn nha. Comment mà đỏ giúp em này, mà đỏ. Mà đỏ 90k cho em. Zoom là 90k nha. Zoom mái đỏ 90k này. Đầm chị mặc, đầm mang mặc hết rồi nha mẹ ơi. Rồi chị nào ưng cái đầm đỏ này comment cho em mã số 40 nhé. Zoom mã đỏ 90k nha mấy chị ơi. Đầm còn đầm đang lên là mã số 40 này. Mã 40 giúp em. Đây chốt mã 40 giúp em ha. 40 này có túi luôn hay sao á. 40 có túi luôn nha mấy chị. 40 có túi luôn nha. Rồi chị nào lấy 40 chút mà 40 giúp em. 40 giá của nó là 90k ha mấy chị ha. Comment mà 40 giúp em cổ yếm nè, bầu bí bon chen được nha. Và đặc biệt có túi luôn nha mấy chị. Có túi hai bên luôn ha. Rồi chị nào lấy 40 chút mà 40 giúp em. 40 nha, 40. 40 90k. 40 90k. 40 90k nè. 40 90k cho chế Như Anh Phạm nè. 40 90k cho Như Anh Phạm. 40-90k cho Như Anh Phạm ha. Cho anh Phạm hâm nha. Cứ chắc là chi vậy? Không thích. Cho thôi. Tính comment cho Thảo mặc à. Cho thôi, ghê. Tự comment, tự mua, tự mặc. Linh đồ to đi Thảo ơi. À, lên đồ to đi Thảo ơi hả? Dạ có, lưng bó thun mấy chị ơi. Lưng bó thun mấy chị mặc được hết nha. Ví dụ cái này này chị HT ơi. Cái này chị HT mặc được nha. Tay của nó là, đây cổ của nó là cổ bèo như vậy nha chị nhá. Eo của nó bo thun, cho nên chị nào mà tầm mét 6 nè, 57 cân, 56 cân đổ về mang ok luôn nha mấy chị nhá. Bo thun như vậy ha mấy chị, hai tầng, đầm hai tầng nha mấy chị, có bèo rất là dễ thương. Đây, hai tầng như vậy nha. Chị nào ưng mẫu này 95k comment liền cho em mà của nó là mà 88 đi ha. Chốt mà 88 cho em. Anh ơi, trợ cấp hết pin rồi. Mà 88, comment 88 giúp em nha. Sạc kim bàn. Mà 88 giúp em. Em giao mua cho bồ mày. 88 cho bà Tuyết Loan nha. 88 cho bà Tuyết Loan. Có màu đen không chế. 88 cho Tuyết Loan. 88 không có màu đen nha. 88 không có màu đen. 88 chỉ có một cái mục à. Loan có quyết định lấy không? Không lấy thì cho đổi ý kiến, cho thay đổi nha. Thay đổi để chốt cho bà Mi Tây nè.
quá nhờ chị đấy, 88. Hình như là 88 còn cái nào nữa sao á, nhớ mong máng. Hết rồi. Rồi mẫu này. Đây. To dạng lắm mấy chị. Cái màu này chị nó to to, mình bông chen ok, 56 cân mặc được hết. Eo tầm 80 á mấy chị. Eo em này tới 80 tầm mấy luôn á. 56, 58 cân mặc vừa luôn. Đây. Rồi, 3 tầng luôn ha. 3 tầng luôn. Đầm xịn đẹp lắm, 3 tầng. Hàng này hàng đầm em đang cầm là Quảng Châu chứ không phải hàng xưởng, cho nên may đẹp lắm nha mấy chị. Rồi, chị nên màu này chốt liền cho em mã vàng. Chốt mã vàng giúp em nha, mã vàng có dây bột eo luôn. Mã vàng cho em 95k. Chốt mã vàng giúp em. Màu này đợt mới ra là 165k một cái mấy chị ha. Màu này đợt mới ra. Mà đợt này chỉ còn sale 95k thôi. Chỉ còn sale 95k thôi. Toàn đồ đẹp thôi à trời. Rồi, comment mã vàng giúp em nha. Mã vàng. Vàng cho chế Văn Trần 521 này. Vàng cho chế Văn Trần. Vàng cho Văn Trần ha. 95k đúng không em? Dạ dạ. Quá đẹp. Rồi, đầm body cổ yếm nha mấy chị ơi, 95k, có bút mực dày dặn luôn, mẫu này tầm 1m6 50 cân đổ về ha. Còn 1m55 khoảng 45 cân, mẫu này form nhỏ thôi, form này tầm eo khoảng 73-74 thôi ha. Nhưng mà nó là form co giãn nha mấy chị, eo co giãn, còn eo không co giãn thì tầm 70 thôi nha. Eo không co giãn tầm 70 thôi, comment liền cho em mặc cổ yếm. Màu này mấy chị mặc đi tiệc, đi chơi, đi sinh nhật ok hết ha. Body nha mấy chị, dạng body. Body ở dưới có ren dài như vậy nữa nha. Rồi comment liền cho em mà cổ yếm. Mà cổ yếm hả? Rồi cổ yếm cho em luôn. Mà cổ yếm giúp em ha. Cổ yếm giúp em này, comment mà cổ yếm giúp em này mấy chị. Mà cổ yếm ha mấy chị. Mấy chị ơi chấm tương tác nha để khỏi bị ẩn comment nha. Chị nào mà hay ẩn comment á thì mình nhớ chấm tương tác lên cho em ha. Chốt mà cổ yếm giúp em. Má cổ yếm 95k nè. Yếm nó có đen không chị? Yếm này chỉ có màu đỏ thôi nha. Yếm chỉ có một màu thôi chị ơi. Yếm em chỉ có một màu thôi ha. Yếm chỉ có một màu thôi nè các tình yêu ơi. Rồi cái zombie 95k. Có mút mực luôn. Eo ở đằng sau có co giãn luôn mấy chị ha. Cổ yếm cho VV nè. 54 cân đổ về nha. Mét 6, 54 cân đổ về ok. Rồi, chị nào ưng cái mẫu này chốt liền cho em mã bi. Chỗ dùm bi đẹp quá à. Chốt mã bi giúp em. Dùm bi quá đẹp. Quần ống nhỏ luôn, quần dài luôn ha. Rồi comment mã bi giúp em. Ủa, cái mẫu bự à? Ống xuông. Ống xuông ha. Mã bi 1m6, 54 cân đổ về. Mã bi 1m6, 54 cân đổ về. Dùm ống xuông nha mấy trẻ ơi. Có múc ngực luôn. Dùm ống xuông này. Dùm bi này. 95k. Zombie 95k cho chế Liên Bích này. Chế Liên Bích để lại địa chỉ cho em. Em xin địa chỉ này, cho em xin địa chỉ lần cuối nhá. Chế em để lại địa chỉ là em bỏ đơn nhá, không sao dạ, đâu chị nhá. Chế Liên Bích còn chưa cho em địa chỉ thì em nhường lại cho người khác nha. Em nhường lại cho người khác. Xin chúc bi cho Liên Bích mong cho người khác. Thì nãy nói rồi. Thì chị em phải cho địa chỉ, em cho địa chỉ chứ em bỏ ra bây giờ mà. Chị Liên Bích cho em địa chỉ liền nha chị ơi, sau 2 phút ha. Nãy giờ anh Giang để cho chế chút lâu rồi chứ gặp em sau 2 phút chưa có là em không chốt nổi đâu. Rồi, cái đầm đỏ này nha mấy chị, chất cotton. Chị nào lấy màu này giá của nó anh là... Các bạn anh hơi dễ dãi thì phải. Hơi dễ dãi á. Rồi mà 85. Giá là 85k mấy chị ha, 60 cân đổ về. Chị nào lấy chút liền cho em mà 85. Mà 85 mấy chị, 60 cân đổ về mà ok luôn. Chút mà 85 giúp em rất là đẹp, chất cotton nha. Đầm cotton này 85k. Ghi 85 cho em này nha. 85 à, 85, 85k. Đầm cô tông 85, 85k nha. 90k cho em mấy chị ơi. Co giãn tới eo 75 nha mấy chị. 1m6, 54 cân đổ về. Hàng của Thanh Hòa đi rồi nè. Ok, chế Liên Bích có địa chỉ đồ này, cảm ơn chế nha. Đấy, chế Liên Bích cho em từ đầu mày được không? Để em gào, em thét xong cho mấy chị em địa chỉ thật là đau lòng luôn. Thật đau lòng dễ sợ luôn á. Ngày mai nhân viên em gọi điện cho nhớ bắt máy nha. Chị Liên Bích ngày mai nhân viên gọi điện cho nhớ bắt máy giúp em nha. Rồi mẫu này, chị đã ưng mẫu này chút liền cho em mà của nó là mã số 12 đi. Mã 12 giúp em đi. Mã 12 này. Mã 12 giúp em, tiểu thư rất là xinh ha. Mét 6 khoảng 52 cân đổ về, chút mã 12 giúp em.
Mã 12. 90k. Quà. Wow. Mã 12 90k nha mấy chị ơi, mã 12 này. 45 kg bao vừa nha. 45 kg em bao vừa 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về. Mã 12 giúp em nha mấy chị. 12 cho Vivi này. Rồi 12 màu này Vivi mặc đẹp lắm nè. Ừ. Và Vivi bán mà. Ok, Vivi, chị Linh biết nha. Vivi chốt hai em để dành một chiếc bán vào chiếc mặc Vivi ơi. Tưởng Vivi mặc cái này đẹp lắm. Rồi comment mã 12 giúp em nha. 12 giúp em. Không phải. Bên em mới là cho địa chỉ trước xong rồi bên em mới chốt thêm. Chị ví dụ như chị chốt được cái đầu tiên á. Có gọi chốt đơn rồi mà tha. Nguyễn Thị Phương hả? Ừ, mới chốt có gọi. À không, nãy giờ trong này có một cái là chưa gọi nha. Chị Bình Nguyên kêu chị nghe mà hơi chị dạy. Hơi chị dạy mà nghe thành hơi chị dạy. Xét siêu đẹp. Đen đen, xét siêu đẹp. Thấy anh Hy nha. Set 99k dành cho chế nào nhanh tay nha. Set siêu 99k dành cho chế nào nhanh tay. Đây, set siêu hả mấy chị, set siêu. Cực kỳ xinh luôn. 1m6 50 cân đổ về, 1m55 46 cân. Mã 12 em chỉ có đỏ thôi chị Vân Khoa ơi. Comment liền cho em. Cái đầm đó từ xưa đến giờ nó chỉ có màu đỏ thôi. Cái đầm đấy bên ngoài vẫn đang còn bán với giá là 190 mấy chị. Cái đầm ren mà. Set cho Diệp Loan nè. Comment mà set cho em, set có 2 set. Ơ? À? 3 tên. Không phải đâu, một set rồi. Một set thôi. Có một set rồi hả? Set đẹp quá, 99k. Set 99k. Rồi, cái màu hot girl nha mấy chị. Set cho chế Diệp Loan nha. Hot girl rất fine. Múc ngực dày dặn. Hot girl rất fine, múc ngực dày dặn nha mấy chị nha. Rồi, chị nào ơn cái đầm này cầm lên một bên hả? Dạ rất là một bên. À mùa này thì đôi eo rồi. Eo đi. Chỗ nó thắt nơ đẹp quá. Cái em mặc hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị đợi em một xíu em đôi eo nha. Cái mùa này nó thắt nơ đẹp quá. Không nở thuốc nơ của nó ra. Rồi màu này yêu của nó 75 mấy chị ơi, 75-74 đổ về nha. Chế nào mình yêu nhỏ nhỏ á, thì mình thắt dây vô ha, thắt dây vô như thế này nè. Chị chế Nguyễn Ngọc Thương sau hai người á, bên em mà chế Nguyễn Ngọc Thương sau hai người à. Chị Diệp Loan comment xét thế hiền. Dây vô như vậy nha. Rồi comment cho em mà của nó là mã số 7, mà 7 kèm màu giúp em. Mà 7 này em có nhiều màu mấy chị, màu đỏ đô nè, 7 đỏ nè, rồi 7 đen nè. Ở đâu có 7 đen đâu, 7 đỏ nè, 7 xám mấy chị ơi, 7 xám thôi. Bảy đỏ bảy xám, chỗ màu xám này mặc hơi bị đẹp luôn á. Bảy đỏ bảy xám. Bảy này bảy màu gì? Màu này màu gì? Màu này màu kem. Màu kem. Cho kem đi mấy chị, nu kem nhận được. Rồi bảy kem cho em. Bảy kem, bảy xám và bảy đỏ. Đỏ đô nha. Ba màu ha, ba màu. Mã số 7 đen, bảy đỏ. Là bảy đen nè. Bảy đỏ đô nè, và bảy xám nha. Có cực dày dặn ha. Ok, chế Thiên Hương nha. Bày chút bày cho em đi mấy chị ơi, đẹp lắm. Lần hai. Đây nha, dưới chân của nó mê ly luôn. Nhìn cái chân của nó mê luôn nè mấy chị. Đẹp cực kỳ. Mê luôn ha, hai lớp luôn. Rất là đẹp. Rồi comment mà bày giúp em. Bày kem màu đỏ, xám và kem. Bày đỏ, bày xám và bày kem giúp em nha. Bên em chế nào lên trước là em chốt liền. Chế Nguyễn Ngọc Thương ơi, lên là em chốt nha. Bày kem, bày xám cho Thiên Hương nè. Bày kem, bày xám cho Thiên Hương. Em còn bày đỏ và bày xám nha. Sao chế Ngọc Thương là bực vậy? Bên em ai lên trước em chốt liền chứ, quan trọng lên máy chủ mà em nói thiệt á. Nào coi nhà em cho coi nha. Chế lên biết đây má 7 màu gì chế ơi. Nhiều khi khách em chốt hàng lên mà không có nổi luôn đó mấy chị. Nó bị ẩn comment luôn á. Có nghĩa là chế mà chát lên cho em là khoảng 50 bình luận đi thì nó chỉ hiện lên khoảng 30 bình luận thôi. Còn nó bị ẩn tới 20 bình luận chứ nha. Hoặc là nó bị chậm tới 20 bình luận. Cho nên cái đường của bực mình mà bên em cũng buồn lắm. Dạ. Cái này bao nhiêu? Dạ 95 hết. Rồi, set này ha mấy chị. Set này eo của nó cũng có okay. Đồ co giãn nhẹ nha. Ok, chế Liên Bích 7 đỏ nè. Em còn 7, em còn 17 xám thôi nhé. Chế nào cái 7 xám, comment 7 xám cho em nha. Wow, cái set này đẹp quá. Set này form nhỏ thôi, 1m6 còn 48 cân đổ về. 1m55, 44 cân mấy chị nha. 1m55, 44 cân.
comment liền múc vực dày, comment liền cho em mà của nó mà số 10. Chốt mà 10 giúp em mà mấy chị. Mà 10 giúp em nha. Mà 10 giúp em nè, 1m6 khoảng 48 cân, 1m55 44 cân. Bao nhiêu tiền? Mà 10 giúp em. Mà 10 giá của nó là 95k. Mà 10 giúp em nhé, 95k. Mà số 10 95k này. Mã số 10 nè. Rồi dùm. Em dùm xinh đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Em dùm này mặc cực kỳ đẹp, quần dài nha. Quần dài ống suông mấy chị ha. Quần dài ống suông. Mã số 10 cho Út Nguyễn nha. Út Nguyễn số điện thoại đôi 6348 này. Út Nguyễn cho anh xin thêm địa chỉ em nha. Mã 10 cho Út Nguyễn. Út Nguyễn thích mới chứ có địa chỉ cho em, địa chỉ cho Út Nguyễn nha. Rồi màu này, màu dùm này cực đẹp luôn. Màu dùm này đằng sau lưng của nó có bao thun 1m6 54 cân đổ về. Eo của nó có thể coi dạng từ tới 78 á chị ha. Rồi chị nó ưng cái dung này comment mã cho em làm mã của nó mà hoa đi. Chốt mã hoa cho em nha, dung hoa uống xương. Có dây để thắt eo luôn. Chỉ là 40 cân đổ lên nè và 54 cân đổ về ok nha. Comment mã hoa giúp em. Mã hoa giúp em nè, chốt mã hoa. Thầy Bích Phương nha, thầy Bích Phương này. Mã hoa bao nhiêu tiền ạ? Mã hoa. Chị Liên Bích lại kêu mọi người chị chúc mà. Út Nguyên chủ nhật em đi lấy luôn cho. Ôi trời ơi, là chung với chế hiền nó ok này. Út Nguyễn chung với chế hiền nè. Mã hoa 95k. Mã hoa cho Như Anh Phạm nè. Hoa hai cái. Hoa cho Như Anh Phạm. Chị nào lấy hoa nè, comment hoa giúp em nha. Út Nguyễn là chủ nhật Hiền xuống lấy đúng không? Mã hoa cho Diễm Phạm Kiều nữa nè. Mã hoa cho Diễm Phạm Kiều. Mã hoa cho Diễm Phạm Kiều ha. Mã hoa 95k hết đúng không? 10 là cái gì ta? 10 hết rồi, 10 hết rồi. 10 hết rồi. 95k. Cho em này. Em Tần siêu xinh. Em này siêu dễ thương luôn. Trời ơi, mặc lên nhìn da cưng ghê á. Nhìn nổi đẹp có mấy chị ơi. Màu này mặc cực kỳ trẻ ha. Mặc trẻ ra mấy tuổi luôn á. Eo coi dạng 80 luôn mấy chị. Dành cho chế nào eo to luôn ha. Mày bìm sữa này mới xanh con mà bụng to to. Mình bao bon chen luôn nha mấy chị. Rồi, chị nâng mẫu này chúc liền cho em mà của nó là mã số 8. Số 8 cho em 3 tầng. Số 8 3 tầng nha mấy chị nha. Số 8 3 tầng. 95k. Số 8 3 tầng nha. Chúc mà 8 cho em, mà 8 này. Mà 8, bọc nè, bọc nè. Mà số 8 3 tầng nhé, 95k này. Chúc mà 8 cho em. Mà 8 cho chị Diễm Phạm Kiều này. Mà 8 cho Diễm Phạm Kiều này. Mà 8 cho Diễm Phạm Kiều ha. Tầng mà mới dễ thường má tặng không à? Tầng chứ phải tặng đâu. À, có cái cây kia, cái cây mà ra hai đòn. Cái cây của bán bị đứt hết. Lên cỏ bông luôn. Chắc bị bông lên một bông lá vàng mà bị bệnh trọng lên được bông này rồi. Một cái thời bó tay mà bị gãy rồi. Xong rồi tức thường đợt luôn lấy về thì bị gãy rồi. Không để nó dính vô á. Em bung này. Tiếp em ơi. Em thì tầm mét 6 50 cân thôi. 1m6 nữa. Em này tầm 1m6 50 cân nha mấy chứ. Em nói bình thường luôn. Em này tầm 1m6 50 cân. HT Hải Ngân lên mắt 8 mà trễ quá chứ. Bên trễ HT Hải Ngân thì như hơi chậm mà hơi chậm thì phải. Có tầng nha mấy chị, 2 tầng luôn ha. Rồi chị nữa ưng mẫu này comment mà cam cho em. Mà cam nha, chúc mà cam. Mà cam 89k. Mà cam 89k nha. Comment cam giúp em. Mà cam 89k này. Cho em xem lại mắm 7. Mã 7 là mã nào đấy? Mã cam 1m6 50 cân. Chị nào chốt mã 7 hả? Mã 8 là 89k nha mấy chế ơi. Comment mã cam này. Mã cam là 89k nha. Mã cam 89k nha. Em này form dài nha mấy chị. Form này form dài. Bự luôn. Form dài form bự nha. Form này 60 cân nha mấy chị ha. 1m6 60 cân mà ok luôn. Chị nào ưng mẫu này. Mẫu này giá của nó là 101 nha. Chị nâng màu đầm này comment mã cho em là mã số 9. Số 9 101 cho em. Số 9 1m6 60 cân mặc vừa luôn nha mấy chị ơi. Mã số 9 101 nha, tay tiểu thư rất là đẹp. 101. Chốt mã 9 cho em 101 này. Mã 9 101 cho em một cục này nha. Cho em một cục. Mã số 7 đúng không nàng ơi? Số 7 đây. Mã số 9 101 1m6 60 cân mặc vừa luôn nha mấy chị ơi. Mi tây mặc cái số 7 này đẹp lắm em mi tây. Đây. Số 7 rất là cưng ha. Số 9 đẹp quá. Số 9 cho VV này. Thế nào lấy số 9 comment số 9 cho em này. Dương Ngọc Thúy có lấy số 9 không em ơi? Số 9 phòng to á. Số 9 phòng to chắc chứ Dương Ngọc Thúy mà không vừa là Dương Ngọc Thúy á. Nhỏ. Rồi, chị nâng cái đầm mã 7 này comment mã 7 giúp em. Có muốn ngực dày dặn luôn nha. Có muốn ngực dày dặn rất là đẹp.
à, yêu của nó 74 đổ về luôn mấy chị ha. Rồi tay của nó rớt một bên như vậy rất là xinh nha mấy chị. Đây, tay rớt một bên như vậy cực kỳ xinh luôn. Chị nó lấy mà 7 chút mà 7 giúp em. Mà 7 ha, mà 7 giúp em. Chút mà 7 nha. Mã số 7 này. Mã số 7 em là mấy chị ơi, mã số 7 nha. Rồi lụa nha mấy chị. Đây là một cái đầm lụa. Một cái đầm lụa ha mấy chị ha. Một cái đầm lụa 3 tầng nha mấy chị, có dây thắt eo. Nó có đủ màu luôn. Quá đẹp luôn. Trời ơi dễ thương, có 3 tầng luôn, cưng quá. Mấy chị ơi mặc cái này nhìn cực kỳ dễ thương nha mấy chị. Trẻ mà đẹp lắm. Có dây thắt eo luôn. Cần vệ sinh phải không? Có cần phải đẹp phải không ta? Chốt mã 12. Rồi, chị ơi màu này chốt mã 12 kèm màu giúp em nha. Mã 12 lưng bo thun. Màu mét 6 nè. 54 cân, 55 cân đổ về ha. Comment cho em mã của nó là mã 12. Bảy đỏ anh hết rồi, Vita ơi. Còn cái bảy xám thôi, Vita lấy ok cho anh nha. Bảy xám nó mặc trẻ mà xinh lắm. Rồi, mấy chị comment 12 cái màu cho em, 12 màu xanh nè. 12 màu đỏ đô nè. 12 màu xanh đậm nè. Màu xanh đậm ha. Rồi 12, 12 màu. Màu có màu vàng không ta? Không có màu vàng. Có 3 màu thôi. 12 có 3 màu thôi mấy chị ơi. Chị nào ơn màu nào chắc lên màu đó giùm em nha. 12 có 3 màu. Chị nào ơn màu nào chắc màu đó lên giúp em. Đây 3 màu ha mấy chị ha, 12 giúp em. 12 89k một chiếc nha mấy chị. Comment mã 12 giúp em. Mã 12 89k. Em có 2 cái nhưng em chị giữ lại một cái Thảo đang mặc thôi nha. Cái kia em Huy Anh Giang, giờ em đi ngủ luôn đây. Nguyễn Ngọc Hương Huy cái gì kìa anh. Rồi mấy chị comment mã 12 cái màu giúp em ha. 12. 12 cái màu giúp em. 12 xanh nè. 12 xanh lá nè, 12 xanh đậm nè. Rồi 12 màu đỏ giúp em ha. Có 3 màu nha chị, 12 có 3 màu. 12 89k có 3 màu nha chị. Mặc cực sang á mấy chị ha, mặc sang lắm. Chị nào đến 12 chút 12 cho em. Chế hát cây hải ngân 12 xanh nè. 12 xanh xanh lá. Ủa, đúng không chị? Bữa nào cũng còn có một cái xả mít tí không xả nè. Bữa nào ăn xả để tốt cho chế nè. Rồi 12 xanh chút cho chế hát cây hải ngân hả? Ừ. Hải ngân 12 xanh gì vậy nhờ, xanh lá hay xanh đậm ta? Có lụa yếm không chị? Có lụa yếm luôn đi Tây ơi. Nha. Đỏ xanh với lại màu xanh đậm. Xanh dương hay xanh lá nè. Xanh dương hay xanh lá ha, 12 đỏ cho VV ha. 12 đỏ cho VV. 12 đỏ cho VV. Rồi, yếm luôn mấy chị, yếm tầng ha. Đây là yếm tầng nha mấy chị. Chị nào lấy yếm tầng này. Chỉ có một màu thôi và một chiếc nha mấy chị nha, mặc cực kỳ đẹp. Mặc đẹp lắm, tầng rất là nhiều mấy chị ha, tầng nhiều cực kỳ. Mặc rất là dễ thương luôn. Đây, mẫu này là 1m6 khoảng 50. Đây nha mấy chị. Xanh lá. Ok, chị hát đây hẳn lên xanh lá là bao tiền lắm nhỉ? 89k. Rồi chị nói ông cái mẫu này comment liền cho em mà của nó là mã số 3. Mã 3 cho em, mã 3 chỉ có một chiếc một thôi mấy chị ha. Mã 3 nhiều tầng mà chỉ có một chiếc một thôi. Chế nào mà ba chút mà ba cho em. Mà ba là 1m6, 56, 55 cân đổ về. 56, 55 cân đổ về ok luôn. Lưng của nó là co giãn với chị ha. 1m6, 56 cân đổ về. Comment liền cho em mã số 3. Mã số 3 giúp em. Mã số 3 giúp em nè mấy chị ơi, mã số 3 nha. Mã 3 comment mã 3 giúp em ha. Mã 3 giúp em. Mã 3 giúp em không chị. Mã số 3 cho VV nè. Rồi dạng yếm nè, dạng yếm của bà gì? Bà mi tây bà hỏi nè. Đây, cái dạng yếm này là có mút ngực luôn nha. Yếm có mút ngực luôn nha mấy chị. Rất là dễ thương ha. Đuôi cá, mút ngực. Cột yếm như vậy nha. Rồi chứ nó lấy yếm chút mà yếm cho em nha mấy chị ơi, chút mà yếm cho em. Yếm nha mấy chị, yếm 89k, comment mã yếm giúp em. Chế nào lấy yếm chốt mã yếm giúp em ha. Có lụa yếm lấy cho em cái màu đỏ nha chị. Có lụa yếm lấy em cái màu đỏ nha chị. Không, yếm chỉ có cái màu vàng thôi. Yếm không có đỏ. Yếm chỉ có một cái màu vàng thôi. Rồi tiếp nha mấy chị ơi, lên set nè. Em vừa đọc máy gì nha. Mã yếm.
Ok. Rồi đây là trang váy quần ha mấy chị. Cho nên Yếm comment mã Yếm cho em nhá. Mã Yếm, Yếm thì Yếm có mút, mặc dù là cổ không Yếm có mút ngực nha. Chỉ có màu vàng thôi. Chỉ có màu vàng thôi. Bao tiền? 95 hả? 89k. Yếm 89k nha mấy chế ơi. Rồi, chế là lấy set đỏ này, comment mã set cho em nha. Mấy chị comment mã set giùm em không chị ha. Mã set đây là 1m6 khoảng 50 cân đổ về ha. Eo em này tầm 70 nha mấy chị ha. Eo tầm 70 nha. 1m6 50 cân đổ về. 1m6 50 cân đổ về, comment mã set giùm em, set có quần luôn nha mấy chị. Set có quần luôn. Comment mã set giùm em này. Mã set giùm em ha. Trễ người rồi. Mã set, comment mã set giùm em. Set cho VV nè. Set cho VV ha. Set đỏ cho mi tây luôn nè. Có 1m55 nặng 53kg không Thảo. Có set nào 1m55 nặng 53kg không? Eo chứ tầm bao nhiêu chứ ơi? 1m55 nặng 53kg. Eo tầm bao nhiêu? Eo tầm 76 á. Em này eo 72. Em này eo 72 mấy chị ha. Ngay chỗ này nó bị hơi xước xước nên siêu á mấy chị. Cái màu này mấy chị cột dây vô là không sao. Cột dây vô vẫn ngon lành nha. Đúng rồi. Nó hơi xước xước một chút xíu ha. Cái này về bán bao nhiêu? À 95. Chị nó lấy cam chút mà cam cho em siêu 50k mấy chị ơi. Cái màu này nó bị xước xước á, bị hơi thua chị ngay đây. Mấy chị về mấy chị đính lại giùm em nha. Lấy chị á mình đính lại là ok rồi ha. Rồi 50k. Chị nó lấy chút mà 50 giúp em. Mà 50. 50k giùm chế, em. Chế anh Thi lấy cái yếm màu vàng hay sao chế anh Thi ơi? Mà 50. Lấy yếm màu vàng, comment yếm vàng cho em nha. Mi tây là cái màu đỏ rồi nha, đỏ 95 này. Đấy bao nhiêu đấy? Yếm 72 chứ 72 1m6 50 cân. Mà cam 50k. Mã cam 50k nha, cam. Cam 50k có quần nha mấy chế nha. Gọi là quần mà. À, quần. Mã cam 50k này. Chế anh Thi lấy yếm vàng, comment yếm vàng cho em nha. Yếm vàng là 89k đúng không em? Dạ. Rồi em này mét 6 57 cân đổ về ok luôn, một màu thôi mấy chị ơi. 50, em này một màu 50, rất là xinh ha. Làm bán 50 mã cam vậy. 50k mà cam thì được hết. Cam 50k thì cũng được. Siêu 50k. Ok, bán 50. 50 chốt cho Bích Phương 084 này. Rồi chị nào lấy cái đầm xanh này ha mấy chị. Đầm xanh này mét 6 57 cân 56 cân đổ về ok luôn. Chị nào lấy cái đầm này chốt cho em mà của nó mã số 1 đi. Mã 1 cho em. Tầng 3 tầng nha mấy chị nha. Rồi có dây thắt eo luôn mấy chị nha. Rồi mẫu này có bo thun cho nên mấy chị mặc. Chị nào mà mẹ bìm sửa bụng to to một tí 80 mang ok luôn. Vòng eo 80 mang ok luôn. Chị nào lấy chốt mã số 1 cho em. Số 1 kèm số điện thoại ha. Mã 1 85k. Comment mã 1 cho em. Đợt mã 1 mới ra là giá của nó tới 150 mấy chị ha. Mã 1 85k cho VV nè. Mã 1 chốt mã 1 chút em ô, nha. Anh Thi thì giống vàng nè. Rồi lên set rồi nha mấy chị. Đây hồi này chị nhìn to chút được set nào chưa ta? Chưa. Nhìn to chút được set nào chưa? Chưa. Em nói eo lớn không? Em nói eo lớn nha anh Thi nha. Cái vàng này em phong xuống eo lớn đúng không? Set đen. Em, cái vàng phong xuống eo lớn đúng không? Set đen nha mấy chị. Chị nào lấy set đen. Comment mà đen giúp em. Phía sau có dây khóa ha. Comment mà đen giúp em 1m6 này khoảng 52 cân đổ về ha. Em đo yêu đi. 1m6 khoảng 52 vòng eo 74 á. 1m6 52 eo 74 đổ về, mã là set đen đúng không? Mã đen, chúc mã đen cho em. Mã set đen nè. Set đen 95k. Set đen nè, set đen 95k eo 74 nhá. 1m6 52 53 cân đổ về mặc vừa nhá. Chúc set đen cho em nha mấy chị ơi, set đen. Mã set đen giùm em. Mà xếp đen với chị ha. Xếp đen cho Hà Trần nè. Đen cho Hà Trần. Đúng với 11:15 mà. Xuống lên tiếp không? Giờ sao giờ này không được thông báo nhỉ? Em chẳng được thông báo. Thông báo nó nhẹ cái bưng xuống một cái. Còn này chẳng được thông báo. Đen cho Hà Trần 630 nè. Rồi. Cái dung này nha mấy chị. Dung 95k nè. Dung siêu 95k. Chị nào lấy cái zombie này comment ống nhỏ nhóm chị chín tóc ha. Ở trước ngực nó có cái nơ rất là dễ thương. 95k đúng không?
comment liền cho em mà bi vàng á mấy chị. Chị nào lấy bi vàng chút mà bi vàng cho em. Eo của nó là có bao thun 1m6 54 cân đổ về. Chị nào lấy comment mà bi vàng cho em này, bi vàng ha. Chút mà bi vàng cho em. Mẫu này có bi đỏ này nha mấy chị, bi vàng bi đỏ. Khoan để em coi cái bi đỏ này ha. Em lớn chị, em có buồn không? À, anh đỏ, thi vừa nhá, cái yếm vàng là anh thi vừa em nhé, anh yên tâm nhé, mà không vừa mà không vừa thì cái inbox cho anh nhá. Đây là đỏ ha mấy chị. Eo của em 72 á. Ô đẹp, eo 72 là đẹp đó. Rồi đỏ, bi đỏ bi vàng giúp em, bi đỏ có mút ngực, còn bi vàng là có nơ trước ngực nha. Rồi chế nào lấy giùm bi đỏ comment bi đỏ, chế nào lấy giùm bi vàng comment bi vàng giúp em ha, bi đỏ bi vàng. Bi đỏ bi vàng 95k hết nha. Bi đỏ thì có mút ngực nha, còn bi vàng thì có nơ trước ngực nhá. 95k hết nha mấy chị ơi. Đó rồi đó. Xóm cần. Xem. Em nói đó là anh xóm nghe thấy gọi nữa. Ai nói như vậy? Anh nói to vậy gì nhá. Bi đỏ cho VV này. Còn bi vàng này. sáu mươi ký không mà được nhá, cái dung này là 60 ký mà không được nha Linh Giáp ơi. Rồi mẫu xinh đẹp nè mấy chị, mẫu xinh đẹp 3 tầng ha. Rồi chị nó ơn mẫu này comment liền cho em, mà của nó mặc 20 nha mấy chị nha, mặc 20 cho em, mét 6 khoảng 50 cân, mặc 20 comment mặc 20 cho em, mét 6 50 cân. Yêu em này là tầm khoảng 70 nha mấy chị, yêu 70, 1m6 50 cân, 1m55 khoảng 45 cân ha, 1m55 45 cân. Rồi comment liền cho em mà của nó là mã số 20 nha mấy chị, chốt mã 20 giúp em. Em vừa thì ok nha, ok. Cái gì vậy? Rồi, Cambi, chị Diệp Phạm Kiều lấy Cambi kìa. 20 cho chị Diệp Phạm Kiều nè. 20 cho Diệp Phạm Kiều ha. Rồi chị nó ơn cái cam này chốt liền cho em mà của nó là 20 nha. Ủa. Nó đó. Diệp Phạm Kiều lấy 20, ok. Chốt 20 cho Diệp Phạm Kiều nha. 20 cho Diệp Phạm Kiều này. 95 hả? Dạ, 95k. 20 cho Diệp Phạm Kiều. Rồi mẫu này bi đỏ. Chị nào lấy đầm này ha, đầm này đẹp lắm. Mi Tây lấy bi đỏ này em ơi, chị dùng bi đỏ hay sao Mi Tây ơi? Dùng bi đỏ đúng không? Comment dùng đỏ, dùng bi đỏ cho em ha Mi Tây. Rồi mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này cực kỳ xinh luôn. Hai bên bèo và hai bên cái đầm như vậy cực kỳ đáng yêu ha. Rồi chị nào lấy cái đầm vàng này. Đầm vàng này là yêu của nó tầm 70 luôn, 1m6 khoảng 50 cân đổ về, 1m55 45 cân. Comment mã vàng giúp em nha, mã vàng. Comment mã vàng luôn, mã vàng ha, chút vàng cho em. Mã vàng 95k. Em không vừa chị ơi, bỏ cho em. Ok, Diễm Phạm Kiều nhá. Rồi mã vàng, comment mã vàng giúp em, mã vàng cũng eo nhỏ luôn này. Mã vàng eo 70 luôn. Cái này eo nhỏ đúng không? Dạ, cái này eo nhỏ. Eo nhỏ thì Diễm Phạm Kiều không vừa. Rồi em này một set. Đầm vàng chị ý thật sao? Thế anh Kim Toan sẽ đầm vàng ra sao? Cái đầm vàng đó yêu nhỏ, yêu dung bi đỏ nhé. Ok này, dung bi đỏ cho Mi Tây nha, dung bi đỏ là cái có mút ngực nha. Đầm vàng yêu 70, sợ chén kim to không vừa. Rồi màu này ha, cái set này không mấy chị, cái set này mét 6 52 cân đổ về. Chị nó lấy comment mà set cho em kim to. Vàng là cái gì vậy? Cái vàng này là yêu 70, chén kim to ấy có vừa không? Yêu này có 70 à? Thôi yêu 70 à, chị có một sợ chị mà không vừa ấy. Chị nói vậy ok đi em lấy cho, còn không em nhường cho trẻ Thiên Hương nhá. Trẻ anh Kim To mà lấy ok cho em này. Trẻ nó lấy set này comment liền cho em mà của nó. Dung bi đỏ cho Mi Tây này. Vàng có màu đen không? Vàng chứ không có màu đen đâu gái ơi. Rồi chị nào lấy cái bi này chị comment vừa đó này. Ok luôn, em chốt vàng cho chị anh Kim To nha. Chị Kim To sắp tới nhập cân, nhập cân cùng với em ha. Rồi màu bi đỏ này chị nào lấy comment mà cho em. Comment mà xếp giúp em nha. Mà xếp. Comment mà xếp giúp em nha. Mà xếp. Chế nó lấy xếp chút mà xếp đi. Mà xếp ha. Lấy xếp cho mà xếp cho em nha. Đầm thì chỉ mà tầm 70 thôi. Ok, chị Diễm Hồng Kiều nha.
Diệp Hồng kêu em bao nhiêu? Đây ơi, nè, cái này lấy một vừa này. Eo bao thun này không cần sợ, eo chật luôn. Rồi bao thun, bao thun này 55, 56 cân đổ về ok luôn, eo coi giờ tới 80 luôn mấy chị ha. Rồi, chị đã ưng màu này comment liền cho em mà 22, chốt mà 22 giúp em này. Mà 22 giúp em, 22 1m6 khoảng 55, 56 cân ha. Chốt mà 22, quá dễ thương luôn. Lưng bao thun, ở form này 40 cân cũng vừa, mà 56 cân cũng vừa luôn. Chị đẹp rồi, không cần đặt cân đâu, xã ơi. Cảm ơn Kiều ha. Nhi Eli mã 22. Chị Nhi Eli khách mới, khách mới cho em xin số điện thoại địa chỉ mới chốt được nha chị ơi. Khách mới chưa có số điện thoại địa chỉ em chưa chốt được nha. Dài không qua gối nha Nhi Eli ơi. Rồi tiếp không mấy chị, body không mấy chị? Lấy Nhi Eli lấy mã 22 để lại cho anh số điện thoại kèm địa chỉ anh chốt nha, 95k đúng không? Dạ. Yeah. Chị chưa có đi của Nhi Eli này không có để số điện thoại lên không? Rồi để đâu kìa. Có địa chỉ không? Từ từ Nhi, ok này Nhi Eli mã 22 này, cho anh xin thêm địa chỉ luôn nha bé nha. Eo 76 độ về mấy chị ơi, eo 76 độ về. Em này là tầm 1m6 thì khoảng 55, 54 cân. Còn 1m55 khoảng 47 cân mấy chị ha. 1m55, 47 cân. Đầm này 95k có múc ngực luôn. Chị nào lấy okay, chốt cho em mã số 9 body, chúc mã số 9 giúp em. Ok, body số 9 cho Diễm Phạm Kiều nè. Body số 9 cho Diễm Phạm Kiều. Vậy eo bà này tầm 76 hả? Diễm Phạm Kiều eo tầm 76 đúng không? Rồi cho Diễm Phạm Kiều nè, 95k. Ok, Nhi Ali có số nào địa chỉ nhé. Còn em có mã 22 nhé mẹ nhé. Rồi Diễm Phạm Kiều nè, cho em cục nửa đi nha. Em dung bi đỏ này eo co giãn được tới 76 luôn nè mấy chị. Đây, đằng sau của nó là bao thun 76, 77 ha. Đằng sau của nó bao thun như thế này nha. Chứ nó lấy dung này comment mà bi đỏ cho em. Dung bi đỏ nha, dung bi đỏ cuồng dài nha mấy chị ha. Dung bi đỏ giá 95k cuồng dài. Chứ nó lấy chốt liền cho em mà bi đỏ nha, bi đỏ cho em. Bi đỏ nha các tình yêu. Chốt bi đỏ giúp em nè. Bi đỏ, comment bi đỏ giúp em. Bi đỏ, mà bi đỏ giúp em. Rồi màu này mà rêu á mấy chị. Chốt mà rêu giúp em luôn, mà rêu. Mà rêu giúp em luôn. Mà rêu, chỗ mà rêu này lên da đẹp quá à. Trắng da vậy á. Mà rêu eo bao thun luôn mấy chị ha. Eo em này tầm 1m654 cân đổ về nha. 1m654 cân đổ về bao thun. Rồi comment mà rêu cho em. Bao thun chứ tầm eo 72 đổ về thôi mấy chị. Eo này eo nhỏ ha. Tại vì thun của nó không coi dạng lắm. Để em chọn thêm ok. Eo 74 chị ơi, dùm hoặc eo 74 hả? Ok. Rồi dung bi đỏ. Chốt rêu cho em. Dung bi đỏ. Dung bi đỏ cho Thu Thị nè. Chốt mà rêu. Dung bi đỏ em coi lại nè. Cho Thu Thị coi lại cái dung bi đỏ này. Mà rêu nè. Dung bi đỏ nó là cuồng dài. Đây. Nó là cuồng dài nha người đẹp ơi. Cuồng dài ha. Có múc ngực. Cuồng dài có múc ngực. Nó có màu vàng nữa ha, nó có bi đỏ và bi vàng, có thêm màu vàng nữa nè. Bi đỏ bi vàng luôn. Đây màu vàng đây. Màu vàng nữa mấy chị ha, có múc ngực nha. Rồi bi đỏ bi vàng giúp em. Chế nào ưng đỏ comment đỏ, chế nào ưng vàng comment vàng giúp em ha. Eo này coi dài được tới 76 luôn nha mấy chị. Rất là dễ thương luôn nha. 1m55 tầm 46 kg con chị 53 kg luôn, sâu quá nên không mua đồ. Sắp bên em sắp bán cà phê giảm cân đó chị HT Hải Ngân ơi. Mình giảm cân xuống chị, mà giảm cân xuống chừng 3kg đó là cũng đẹp rồi. Rồi đỏ, bi đỏ với bi vàng cho em. Bi đỏ, bi vàng giúp em. Bi đỏ, bi vàng ha. Bi đỏ, bi vàng 95k. Bi đỏ và bi vàng 95k nè mấy chế ơi. Rồi đầm, đầm phong xuông nha mấy chế, đầm phong xuông. Chế nào lấy đầm phong xuông comment cho em mà của nó mà số 10 nha. Mà 10 giúp em. Đầm phong xuông mã số 10 nè. Mã 10. Chế nào lấy 10 chút mã 10 ha mấy chị ha. Chút mã 10 giúp em, mã 10 quá đẹp luôn. Rồi mã 10 giúp em nha, mã 10. Comment 10 giúp em, 55 cân đổ về mã 10. Mã 10 55 cân đổ về. Chế nào lấy 10 chút mã 10 nha, mã 10 giúp em. Mã 10 mấy chị ha. Mã số 10.
mã số 10 cho Huỳnh Linh nè, mã số 10 cho Vi Vi nè, Huỳnh Linh đuôi 8080 cho em xin thêm địa chỉ nha chị ơi. Rồi màu này nha mấy chị, màu này có cái cột nơ đằng trước rất là đẹp ha. Đây chị đơn màu này comment liền cho em mà của nó là mã số 40, mà 40 đẹp không biết chị. Mà 40 cực kỳ xinh luôn. Đây, mà 40 giúp em nha, cực kỳ đẹp. Trời ơi 40 đẹp quá, 40 bo thun luôn. Trời ơi 40 xinh quá. Chị nào 40 cho 40 liền nha, 40 quá đẹp luôn. Rồi nhanh nhanh tay cho 40 mấy chị ơi, 1m655 cân đổ về, eo co giãn mấy chị ơi. Co giãn tới 78 luôn ha. Chúng mà 40 cho em. Nhanh tay cho 40 này, nhanh tay cho 40. Okay. Nhanh tay chúc mà 40 giúp em ha, chỗ 40 đẹp quá. Chai hết đúng không? Dạ. 40 đẹp quá mấy chị ơi. 40 cho Vivi nè. 40 cho Vivi. Ok, Huỳnh Linh có địa chỉ nè, cảm ơn em nha. 40 cho Vivi. 40 cho Như Anh Phạm luôn nè. 40 cho Như Anh Phạm là hết. Hết 40 rồi. Loan chậm tay rồi. 25 cái đúng không em? Dạ vâng. Loan bị chậm tay rồi Loan ơi. Rồi màu này màu xinh đẹp này ha mấy chị. Ủa cái màu xinh đẹp này như là của trang game to lấy không biết dung mây đầm nữa. Rồi đây là cái dung nha mấy chị. Cái dung. Dung này eo của nó là 76 luôn, 76 độ về. Dung eo 76 độ về mấy chị ha. Chế nào lấy cái dung này eo 76 độ về. Chế nào eo nhỏ mình thắt dây vô nha mấy chị. Ồ hai tầng dây luôn. Ủa? À, thắt hai bên hông vậy nè. Đó, thắt nút là như vậy nha mấy chị, lấy eo mà nhỏ đi được nha. Là 42 cân đổ lên nè và 54 cân đổ về. 42 cân đổ lên, 54 cân đổ về mà vừa hết này zoom nha. Chốt mã zoom cho em. Mã zoom nè. 95k. 95k. Có kiểu giống vậy mà là đầm hông chị. Không, đầm hết rồi, còn zoom thôi. Đây, zoom nha mấy chị. Cực kỳ đẹp. Mà dung nha, trời ơi, chỉ nào mà nhỏ dung nhỏ con á. Dung bóng rồng nhìn như đầm ấy mà. Nhỏ nhỏ con mà thắt, dung này ống rồng giống y như đầm luôn. Chứ không phải ống ngắn ha. Đây nha, mấy chị nào mà yêu nhỏ nhỏ mình thắt, thắt nơ hai bên là như vậy ha. Rồi comment mà dung giúp em đi. Mà dung nha, mà dung đẹp quá à. Dung này chắc em giữ một cái á. Rồi mà dung, chỉ nào lấy dung chút dung cho em nha. Dung nha mấy chị ơi, dung ống rồng hả? Có một màu ống rồng hả? Em kịp dung chị nếu đầm thì giữ. Còn dung thì xài dung, ok chẳng dung to. Hình như này của trang kim to là đầm hay sao á. Rồi tiếp nha mấy chị. Zoom cho Vivi nè. Zoom cho Vivi ha. Rồi đi. Zoom cho chị Mai Đặng nè. Zoom cho chị Mai Đặng. Rồi vậy là còn một em zoom nữa thôi. Chị nào lấy zoom chút mà zoom cho em luôn nha. Chỉ còn một em zoom thôi. Rồi em trắng này nha mấy chị ơi. Cực kỳ xinh luôn. Eo 70 độ về. Eo 70 độ về 1m6 khoảng 48 cân ha. 1m6 khoảng 48 cân. 1m6 dạ. 95 rồi. Dạ. 1m6 48 cân đầm màu trắng nha mấy chị nha. À, eo em này 70. Eo 70. Đầm đó. 1m6 48 cân, 49 cân. 1m55 là khoảng 45 cân đổ về. Chị nó lấy chốt mà trắng giúp em nha. Rồi mà trắng giúp em mấy chị ha. Chốt mà trắng giúp em. Rất là xinh luôn. Má trắng là đầm hả Dung? Đầm. Má trắng là đầm nè. 1m6 55 cân đổ về mặc vừa nha. Cái trắng này đẹp quá, cái trắng này mặc như ngọc nữ luôn á. Chốt trắng giúp em ha, trắng giúp em nha chị. Trắng mặc như ngọc nữ luôn á mấy chị ơi, trắng cực đẹp. Trắng cho Vivi nè. Trắng cực đẹp luôn á. Trắng cực đẹp luôn ha. Chắc ngày mai là chốt đơn cho Vivi được rồi, tối nay cho Vivi chốt cũng được nhiều rồi á. Con lẻ quá ta. Trắng cho Bích Thuần. Trắng cho Bích Hồn ha. À, chế nào xì lai của những video trắng cho Bích Thuận 317 nè. Trắng cho chế An ra nữa là hết trắng nha. Rồi chế nào lấy cái hồng này. Cái đầm hồng giống chị 1m6 này 50 cân ha. 1m6 50 cân. 1m55 là khoảng 45 cân giống chị ơi, mặt cưng dễ sợ luôn á. Mặt cưng cực kỳ. Mấy chị mặc á, cái dây này nó căng ra vậy nè. 1m6 khoảng 50 cân đổ về thôi. 1m55 1m55 là khoảng 45 cân. 45 cân, 1m55 ha. Rồi cầm em mã hồng cho em. Mã hồng giúp em. Đẹp lắm. Có màu đỏ nè mấy chị hai này. Mấy chị mặc nó căng ra như vậy. Mà đỏ nữa nhé. Hồng với đỏ, đỏ đô á. Hồng với đỏ đô. Rồi chị nó lấy chốt mã liền cho em nha. Mặc căng ra đẹp lắm.
Này chắc ngày mai mặc like quá, đẹp ơi là đẹp. Đó, mặc như vậy nhé. Rồi, comment Hồng với Đào Đô giúp em, cái này phải mặc vô nó mới đeo dáng được dày. Nó dày lắm. Rồi, Hồng với Đào Đô giúp em. Giữ đơn em 4-5 cái đi lần luôn nha chị. Ok, giữ đâu 4-5 cái là cọc, phải cọc lại cho anh em với Thuận nha. Không thì phải lừa nhanh nhanh nha, chứ 4-5 cái mà lừa lâu quá là anh không giữ được đâu. Nhiều nhà nhiều hàng lắm anh không giữ được em nha. Tranh thủ nha, tranh thủ nha. Giữ lâu quá là anh không giữ được đâu nha. Rồi em công chúa hả mấy chị? Eo của nó là có đính hột rất là xinh, 99k hả mấy chị ha. Công chúa, đính hột 99k. Thanh chị nào hà, lấy công chúa? Thanh hà đỏ là má gì về em ơi? Mà đỏ là cái đó mà màu đỏ, hồng với đỏ á. À, ok. Nhưng mà sao bà thanh hà vừa? Không, cái đó nó có dạng nhưng mà nó dạng nó có hạn chế. Ok, chế thanh hà mà không vừa đâu, không vừa cái màu đó đâu nha. Em chế thanh hà vừa là em báo vừa nha. Eo 75 hơn mấy chị ha. Eo 75 độ về. Thanh hà chắc thanh hà eo 76 hả? Sao từ tối thì nhiều đầm thanh hà mặc vừa lắm mà sao thanh hà không lấy? Rồi màu hồng. Chị nói lấy hồng này comment cho em mã số 27. Mã 27 cho em yêu 75 độ về. 1m6 54 cân. Chị nói lấy 27 comment mã 27 cho em nha. Mã 27. Mã 27 giúp em này 99k. Mã 27 99k. Hồi hôm bán mới bán 150k xong. Không phải. Mã 27 cho em. Mã 27 nè. Ok 27. 27 cho Thủy Thủy nè. 27 cho Thủy Thủy. 27 cho Thủy Thủy 99k đúng không? Dạ. Cái này mấy chị mặc đi làm rất là xinh ha. Cực kỳ dễ thương luôn. Đó. Mà đi làm đi chơi thì tiệm được. Rồi em này như Thanh Hòa mang vừa hay sao này. Em này eo 76 ha. Maximum là eo 76. Eo 76 đổ về. 1m6 khoảng 54 cân mấy chị ha. Còn 1m55 là khoảng 50 cân. Chị nào lấy comment liền cho em mà của nó là mã số 7 luôn. Mã 7 cho em. Thôi thôi thôi. Sao thầy thầy ghi mà dài vậy? Ghi 27 nó ghi nó ngắn hơn. Rồi chốt mã 7 cho em nhắm chị ơi, mã 7 cho em. Chốt 7 liền tay cho em ha mấy chị ha, chốt mã 7 liền cho em nha. Mã 7 giúp em ha. Vivi ơi, Vivi chốt cũng được nhiều, ngày mai muốn đi đơn không? Ngày mai muốn đi đơn ok mình chế ha. Để ngày mai cho nhân viên chốt luôn nha. Ngày mai đi đơn chuyển khoản chế ship xe cho ha. Rồi tiếp cho mấy chị. Mã số 7 cho chị Lina Hugo. 7 cho Lina Hugo. Rồi ok Vivi. 7 cho Vivi luôn nè. Ok mai ship xe cho Vivi nha. Dạ, 95k. Mai ship xe cho Vivi xinh đẹp luôn. Rồi, cái dùm hoa nha mấy chị. Chị nào lấy dùm hoa comment mã hoa giúp em này. Lấy dùm hoa comment mã hoa giúp em. Chỗ dùm hoa này dễ thương quá à. Dùm hoa này cực kỳ cưng, có mút ngực luôn. Đè, đằng sau có bao thun luôn nè mấy chị. Cho nên eo mấy chị thoải mái lắm. Tầm 1m6 55 cân đổ về ha. Eo 75-76. Comment liền cho em mã hoa. Chốt hoa giúp em. Chốt mã hoa giúp em. Hoa quần dài mấy chị ha. Chốt hoa quần dài cho em. Mã hoa quần dài. Chị nào lấy hoa chốt hoa cho em nha. Xem bông lê comment cái gì cho chế vậy. Bông hoa hả? Bà thấy hoa là bà comment hoa liền à. Rồi hoa hoa. Hoa hoa nha. Hoa hoa nè. Hoa hoa cho em. Hoa cho Vivi nè. Cảm ơn chị Diễm Phạm Kiều nha. Rồi mẫu này nha mấy chị. Rồi mẫu này cũng giống giống cái đầm cái dung hồi nãy á. Rất là dễ thương ha. Đó màu cam đất. Ôi em mà thay cái này cũng dễ thương lắm nè. Muốn thay ghê á. Muốn thay cái dung này ra ghê á. La 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 bà con ơi. La la la. Đừng lấy xuống đây nha. Thay cái dung nè. Mấy chị đợi em xíu nha mấy chị. Thay cái dung ra khỏi nha. Mai lên. Không mà bán cái dung này xong mai lên tiếp. Đánh luôn. Không cam dung luôn hả chị? Dung cam đất cái gì em chưa mặc lên nó chốt hết được chưa? Còn màu khác màu mấy màu vàng một cái màu vàng nên không chốt ta à? Cam đất thì tốt đấy. Ồ phần nhiều nha, đồ đẹp phải, rất là dễ thương luôn nha, cực kỳ cưng mấy chị ơi, trắng bung luôn. Chốt
trắng như trứng gà bóc luôn ấy chị ơi, có màu vàng nữa nha. Cái màu này em có nhiều màu, từ 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 đợi em xíu, em lên màu cho, đợi xíu ha. Mấy chế cứ từ bình tĩnh, từ từ em chưa đọc mã mà mấy chế. Cái này đẹp là tầm mấy 56 đổ về thôi. Làm gì mà vội vàng có phải. Chế nào mấy 6 á thì mặt nó sẽ hơi bị ngắn, hơi bị, gọi là người ta gọi là bị đụng cái này nè. Đó, còn em mấy 55 thì vô tư còn cả khúc ha, mấy 55 là còn cả khúc luôn. Nhưng mà chị nào mấy 6 sẽ bị đụng nha. Tốt nhất là khoảng 1m58 đổ lại là vừa. 56, 57 á. Tầm mấy 56, 57 đổ về thôi. Dùm 1m56, 57 đổ về thôi nha mấy chị nhá. Mai là tiếp không em? Có chứ chị, ngày mai em cũng like mà. Mai em sẽ like. Ôi em ước mơ một ngày mấy nào chế đó. Mấy chế nào cưa. Mấy chị, mấy chế cứ chịu khó. Vô nhấn theo dõi em chế độ xem trước đi để biết em like nha. Đây. Màu đi nha mấy chị ơi, màu cam này, dung cam này, chốt cho em mã 1 cam. Mấy chị chốt màu này, chốt mã 1 cam cho em này, 1 cam, 1 đỏ, 1 vàng. 1 cam, 1 đỏ, 1 vàng cho em nha. Đỏ này đỏ đô nha mấy chị nha, đỏ đô. 1 cam, 1 đỏ, 1 vàng giúp em. Trời ơi, xinh quá à. Em này mét 6 khoảng 50 cân đổ về thôi. Eo nó khoảng 70 đổ về thôi nha mấy chị nha. 72 đổ về. Tại vì nó có cột hai bên này để mấy chị cột cột nơ vô nữa. Để mà thắt cái eo cho nó nhỏ hơn á. Eo tầm 72 đổ về ha. Chế nào eo 40, ổng quên eo 60 em bao luôn. Tại vì nó thắt cái này vô nhìn eo nhỏ lắm. Thắt hai bên này vô eo nhỏ xíu luôn. Cho nên chỉ nào 40 cân đổ lên và 50 cân đổ về ok hết. Rồi. Eo 70, eo 72 đổ lại nha. Mã 1 cam là 1 đổ đô và 1 vàng này. Cam đổ đô và vàng. Lấy mã nào comment cho em đó nha. 1 cam, 1 đỏ và 1 vàng cho em. 1 hồng nữa kìa. Một hồng. Ủa em có một hồng rồi mà đúng không Mập? Mập có một hồng đúng không? Em có mà. Một hồng luôn nha mấy chị ơi, một hồng. Cái chồng hồng của em đâu ta? Không biết. Một hồng luôn nha mấy chị. Cái gì? Một hồng cho em luôn. Phải không? Ừ, hai cái hồng luôn á, đúng rồi. Hình như có màu khác nữa sao á. Một hồng luôn mấy chị ơi, chỗ cái hồng này mặc đẹp cho em một cái hồng. Rồi một hồng luôn nha mấy đen chị nha. Đen luôn hay sao đấy? Dạ. Yeah. Đen luôn hả? Hình như có đen luôn hay sao á. Wow, dễ thương quá à. Mấy chế comment mã đi cho em đi chứ. Mã 1 nha, mã số 1. Chốt cho Lê với Thảo một cái hồng. Đen luôn. Có đen luôn mấy chị, có đen luôn. Màu này nhiều màu ha. Anh ghi cho Lê với Thảo cái hồng cho em. Cái đen nha, cái cam nhiều chế thích của em nhường. Em một thích cam. Nhưng mà mấy chế một, nhiều chế thích quá nhiều cam. Một hồng cho chế Hiền Dinh nè. Một đỏ cho Lê thì Tuyết Loan nè. Hết đỏ phải không? Dạ, em ghi cho Hiền Dinh hồng nè. Hiền Dinh hồng nè, Lê Thị Tuyết Loan đúng không? Lê Thị Tuyết Loan đỏ nè. Lê Thị Tuyết Loan đỏ nè, có màu đen luôn nha mấy chị, có màu đen luôn. Đỏ cho Lê Thị Tuyết Loan. Bà comment hồng nữa kia rồi. Bây giờ sao? Bà xã em bà ghi, bà sợ em ghi mất của mấy chế á. Một đen cho mi tây nè. Một cam đất cho chế. Đen cho mi tây. Một cam đất cho chế Bích Thuận nè. Cam đất cho Bích Thuận. Cam đất ra mặt nha, cho Bích Thuận nha. Cam đất cho Bích Thuận. Một đen cho mi tây, một đen cho chế Hiền Dinh nè. Hiền Dinh đen luôn. Hiền Dinh. Rồi ai nữa? Bích Thuận đấy, Bích Thuận lấy đen luôn phải không em? Con vàng với trắng. Con vàng và trắng nha. Bích Thuận một đen nữa nè. Hồng hết rồi. Còn đâu mà anh đọc. Đây này, đây. Ở đen cho Bích Thuận luôn. Con Bích Thuận được hai màu em nha. Con trắng và vàng với chị ơi. Bích Thuận con đen trắng là gì và vàng ha. Xanh. Bích Thuận được đen với gì á? Đen với cam đất. Ok. Bích Thuận được đen cam đất nè. Trắng đây, trắng đây. À không lấy đỏ đen nha. Ok. Bích Thuận không lấy đen này. Rồi trắng đây, trắng đây. Còn trắng là vàng đen nè. Trắng vàng đen, còn trắng vàng đen với chị ha. Trắng vàng đen cho em. Cam đất em hết rồi, còn trắng vàng đen. Đen cho Vivi nữa nè. Đen cho Vivi nè, đen cho Vivi nè. Trắng cho Vivi, vàng cho Hương Sô-cô-la Nguyễn nè. Vàng cho Hương Sô-cô-la Nguyễn. Vàng có 2 chiếc đúng không anh? Vàng có 2 chiếc nè. Vàng cho Hương Sô-cô-la Nguyễn. Em còn vàng, trắng và đen nè. Chế nào lấy màu nào có em màu đỏ cho em nè. Vàng, một trắng và một đen. Đen cho Lê Thị Tuyết Loan nè. Đen cho Lê Thị Tuyết Loan. Vậy là còn em chỉ còn trắng thôi, em đứng dậy cho mấy chị coi nha. Đây. Cái này đằng sau em kéo cho hết cho chị nha. Kéo hết lên trên cho đen, được rồi. Hết đen nha. Em còn vàng và trắng nha, em chỉ còn vàng và trắng này. Rồi, vậy là chỉ còn vàng và trắng thôi mấy chị ơi. Còn hai chiếc thôi. Chị lấy cho cam đất cho Bích Thuận đúng không? Cam đất của Bích Thuận rồi, vậy là còn hai chiếc thôi, vàng và trắng thôi.
vàng và trắng ha. Ủa còn một hồng. Em cũng chốt. Em nhường luôn. Hồng của chế luôn. Em nhường hồng của em cho chế nào đây? Chế nào lấy hồng chốt hồng lên cho em luôn. Còn một hồng em nhường ha. Em nhường hồng nè, chế nào lấy hồng chốt hồng lên cho em luôn. Đây, lấy hồng chốt hồng lên cho em luôn nha, hồng quá đẹp luôn, nhìn hồng thèm quá. 56kg không vừa nha, eo 72 độ là 1m6 hoặc 50 cân thôi nha mấy chế nha. Em còn một, em còn một hồng và một trắng nè, đúng không? Một trắng rồi. Có vàng đúng không? Một đây. Hồng, một trắng, một vàng. 95k phải không? Đúng rồi. 95k nè, em hồng luôn nha. Về Hương cho qua La Nguyễn lấy hai mã, hai màu nha, vàng và hồng luôn em nhé. 95k thôi. Hương cho qua La Nguyễn lấy hai màu vàng và hồng em nha. Rồi, em đầm phong xương tầng. Phong xương tầng, phong xương tầng mấy chị ha, phong xương tầng nè mấy chị. Màu này chị nào mà thích mặc phong bông mặc được luôn. Mình lấy nịch mình thắt eo lại là ok luôn mấy chị ha. Rồi mẫu này em có màu hồng. Màu đen. Màu đen nha mấy chị ơi, chốt mà hai cho em. Thì Thủy lấy màu trắng đi em, còn màu trắng và vàng này em lấy màu nào đi? Hồng, hồng hương sô cô la thì lấy rồi. Cái này dùm không à? Dùm nè. Rồi chị nào lấy hai chốt mà hai đen cho em nhé. Hai đen giúp em. Cái cùng dùm luôn hả? Vậy còn dùm 3 màu, dùm 4 màu, dùm còn 4 màu. Rồi vậy là mẫu này chỉ còn một màu đen thôi. Chị nào lấy đen chút mà đen luôn cho em nè. Rồi mà đen tầng cho em mấy chị ơi, mà đen nha. Mà đen này mét 6 55 cân 54 cân đổ về ok luôn, chút mà đen giúp em. Mà đen nha mấy chị, chút mà đen ha. Mà đen giúp em. À, lên hai em nữa là em móc. Đen đen cho chế Hiền Dinh nè, 95 mét đúng không? Dạ dạ. Rồi lên em nữa offline mà lên tiếp. Rồi em zoom nha mấy chị. Em zoom này có zoom hoa tím nha mấy chị. Có dây cột hết nha mấy chị nha. Tầm 54 cân đổ về mang ok hết. Quần dài nha mấy chị nha, quần dài cũng xương. Rồi comment mã hoa cho em nè. Hoa tím. Zoom hoa tím nè, chế nào lấy zoom hoa tím comment mã hoa tím cho em. Chế nào lấy có muốn ngực hết mấy chị ơi, có muốn ngực hết khỏi cả mẫu ngực luôn. Rồi, chị nào lấy bi xanh comment mã bi xanh cho em. Mã bi xanh giúp em quần ống dài. Cái này là quần dài ống nhỏ ha, ống bình thường á, ống suông á, ống suông. Rồi, bi xanh 54 cân đổ về 74. Rồi bi đen. Bi đen cho em. Zoom bi đen. Zoom bi đen múc ngực luôn mấy chị. Ok Huỳnh Linh nha, cái gì mai mà nhân viên báo đơn thì cứ nghe rồi kêu giữ đơn rồi lựa thêm Huỳnh Linh Mỹ Nhi Ellie nha. Zoom bi hồng cho em thì ngày mai like mặc cái zoom lên cho mấy chị coi ha. Bây giờ cũng hết giờ rồi á, cũng trễ lắm rồi nên em không mặc. Mặc lên cho mấy chị coi nó đẹp cỡ nào ha. Rồi zoom 3 màu mấy chị, 3 màu nha. Và thêm một cái hoa nữa là 4 màu. Chị nào lấy màu nào chốt màu đó cho em nha. Zoom, zoom cho em, zoom xanh, zoom đen, zoom hồng và zoom hoa. Hoa tím cho chị Hiền Dinh nè. Hoa tím cho Hiền Dinh. Hoa tím cho Hiền Dinh ha. Rồi còn 3 màu bi. Còn 3 màu bi, chế nào lấy bi nào cầm men bi đó cho em nha. Chị 95k thôi nè. Chị có 95k thôi. Chị cao 1m55, nặng 13kg, eo 78. Eo 78 không vừa rồi. Không, chị bảo là lấy chốt được mấy cái. À để em coi coi chế vừa không ha. Rồi không. Bi hồng với bi đen cho Vivi. Hồng đen cho Vivi nè. Có đây rồi em, cầm đi, có đây rồi. À có đây rồi hả? Cái chế nào lấy hồng lấy đen chút luôn nha. Có múc ngực. Rồi em offline luôn các chế ơi. Em offline luôn nha. Dùng bi đen cho Thủy Thủy nè. Đen một cái đen này cho Thủy Thủy là hết đen. Đây, hết đen nè. Hết đen vậy là còn một cái hồng với một cái xanh thôi. Còn một hồng và một xanh ha. Đây còn một hồng một xanh nữa nè. Còn đúng hai em, hồng xanh vàng à, còn một vàng nữa, hồng xanh vàng. Hồng ruốc. Hồng ruốc. Dễ thương chưa? Dung xanh cho chế Hoàng Nguyễn 079 nè. Dung xanh cho Hoàng Nguyễn nè. Đây là còn một hồng với một vàng. Đây là còn một hồng một vàng thôi mấy chị ơi, còn màu vàng nữa ha. Thêm mấy cái nữa đi hả Nhi? Chị hơi đuối đuối. 12 giờ rồi Nhi Nhi ơi. Có gì ngày mai chế lên nha Nhi. Ngày mai chế lên ha. Đây. Ngày mai chế lên xeo thập cẩm. Lên xeo thập cẩm luôn ha. Rồi còn một cái lên xeo thập cẩm cho mới chơi dễ chốt nè. Dạ. Chưa mai lên thập cẩm, tối ngày mai lên đầm len nha mấy chị nha. Cũng mà chưa mai lên nổ thì trời cố gắng. Rồi chưa em lên em xeo thập cẩm nha. Bi hồng cho chế Hiền Dinh luôn nè. Bi hồng cho Hiền Dinh luôn, rồi là còn một cái bi vàng thôi. Chế Hiền Dinh lấy bi vàng luôn cho khỏi lạc loài Hiền Dinh ơi. Chế lấy cái bi vàng luôn cho khỏi lạc loài ha. Rồi để xeo ghẹ cho chế luôn. Đây Hiền Dinh lấy đi, lấy thêm bi vàng em tính rẻ cho Hiền Dinh thôi, để bán cho nó đồng. Lần nào để tính rẻ. Đây, để Hiền Dinh tính rẻ hết á. Chị, cách chị mình là. Rồi,
cầm em mà bi vàng cho em luôn nè. Còn có em mà chốt cho họ lạc loài bi vàng mà trắng da lắm. Mặt trắng da lắm nha. Trắng bung luôn. Mặt trắng bung, trắng ốc luôn. Rồi. Như trứng gà nột luôn. Như trứng gà nột. Rồi em xuống đây nha mấy chị. Chúc mấy chị ngủ ngon nha. Chưa mấy giờ lên. Ồ chưa chắc mới chế vậy thì em cái này bà xã em không hứa đâu. Chưa mai em không hứa nhưng mà chưa em sẽ cố gắng lên mà em không hứa. Tại vì sao? Tại vì chưa em ngủ tới trưa mới dậy không có xong rồi còn lo cho khách xỉn cho nên nhiều lúc em không có lên like nổi rồi ok chốt vàng cái gì hiện lên luôn nên em sẽ cố gắng nhưng mà ngày mai trưa mai mấy chị cứ vô thăm em nha tầm 12:30 mấy chị ha tầm 12:30 một giờ mà chưa thấy em like có nghĩa là em không like nhưng mà thường thường em like lúc 12 giờ tới khoảng 12 giờ một giờ là cái giờ đó giờ em lên ha mấy chị cứ vô thăm em nha em up like chúc mấy chị ngủ ngon chúc mấy chị.